Người đàn ông này tên là Choi Kang-ta, anh có sức mạnh giống như một vị thần. Bởi cuộc đời xô đẩy từ nhỏ, anh đã mất bố mẹ do có kẻ hãm hại. Kang-ta được một gia đình người Mỹ nhận nuôi đặt tên là Michael Kin, cái tên Kang-ta từ đó cũng được anh cất vào trái tim mình. Tuy lớn lên ở Mỹ nhưng anh không ngày nào quên được mối hận năm xưa. Michael thành lập một băng nhóm hoạt động trên toàn cầu dưới hình thức công nghệ cao lấy tên là Beta Band. Hôm nay anh một mình một ngựa cùng thanh kiếm trên tay đi vào hang động để thực hiện giải cứu cô gái. Tuy bị nhiều đối thủ bao vây dồn dập nhưng anh vẫn mạnh mẽ chiến đấu và hạ từng tên một. Khi đối thủ cuối cùng vừa ngã xuống, trước mắt anh là một không gian hoàn toàn khác. Vian bước đến khen anh rất giỏi, sau đó tiến sĩ còn phân tích nhịp đập cơ thể anh một cách hoàn hảo. Tiến sĩ bảo về tình hình tấn công địch của anh quá xuất sắc. Lúc này Jenny báo cho sếp biết rằng Kang Tae Ho đã hạ cánh xuống Hawaii rồi. Michael ngồi trong xe lướt nhìn chủ tịch Kang xuống sân bay với đôi mắt sắt lạnh. Bất chợt anh nhìn thấy cô gái đang cố chụp lén đoàn xe của chủ tịch Kang. Anh tò mò hỏi Vian cô gái đó là ai. Thế là Vian bảo Tennis đi điều tra. Đoàn xe chở chủ tịch Kang vừa đi, Tennis giả bộ đụng phải cô gái. Anh đem ví của cô gái về cho Vian. Sau khi biết cô tên là Bo Be, phóng viên Hàn Quốc, anh yêu cầu trả ví lại cho cô ta. Trên hoàng đảo Hawaii xinh đẹp, chủ tịch Kang Tae Ho được chào đón rất nồng nhiệt. Vian được giới thiệu với chủ tịch Kang là người đại diện cho khách sạn Ver. Cô đưa chủ tịch đến phòng của ông. Chủ tịch là người đầu tiên bao chọn khách sạn chúng tôi. Và đây là căn phòng đẹp nhất dành cho chủ tịch, nhưng mọi hoạt động của ông ta đều bị Michael giám sát. Trong khi đó, anh cũng đang theo dõi hội nghị dầu mỏ quốc tế đang diễn ra và phát hiện ra Chem bên CIA phụ trách khu vực Trung Đông. Xem ra người Kang Tae Ho cần gặp chính là Chem. Vào buổi chiều, anh đi dạo trên núi nhớ lại kỷ niệm lúc nhỏ cùng em gái đón bố về. Và đó cũng là lần cuối cùng anh nhìn thấy bố bị người ta hãm hại, còn căn nhà đã bị cháy rụi. Michael uất hận không thể nào quên được. Lúc này bọn trẻ sống trên núi chạy đến, anh vui vẻ dắt bọn trẻ cùng đi dạo. Trong khi đó, chủ tịch Kang cùng các cô gái khui sam banh hưởng thụ. Bo Be cũng tham gia trong đoàn để chụp lén ông ta. Bỗng cô nhìn thấy Michael đang lướt sóng ngoài biển. Lúc sau anh lên bờ với thân hình vạm vỡ cùng nhiều vết sẹo trên người. Rồi từ đâu có người đến giật máy ảnh của cô. Thế là cô vội chạy theo nhưng hắn ta đã bơi ra biển. Cô đang loay hoay không biết làm sao thì Michael mang ván đi ra. Bo Be chạy theo năn nỉ anh giúp mình lấy lại máy ảnh. Anh không nói gì ném tấm ván cho cô nằm lên. Bo Be vừa nằm lên anh liền đẩy cô ra biển. Cô la hét inh tỏi tôi không biết bơi. Nhưng ai có ngờ đâu anh bỏ cô lại bãi đá rồi nằm trên ván vào bờ. Bo Be chỉ biết bất lực la hét nhìn theo. Tối đến Kang Tae Ho đang ngủ bỗng giật mình thấy Choi Hae Jon trở về và nói rằng nếu ngày mai trên báo không xuất hiện tin tức về chuyện 25 năm trước ông và đồng bọn đã hại gia đình tôi như thế nào, thì ông và người nhà của ông cũng sẽ thảm như gia đình tôi trước đây. Nghe vậy chủ tịch Kang vô cùng hoảng sợ, ông vội mở cửa ra phát hiện trời đã sáng. Trên giường lại có lá thư ghi chỉ có một ngày, từ đó trong khách sạn vệ sĩ đứng bảo vệ vô cùng nghiêm ngặt. Michael quan sát ông ta không có động tĩnh gì nên quyết định lên đường, anh lái siêu xe chặn đường Chem. Vệ sĩ ông ta vừa đi đến đã bị Michael cho cú ngất tại chỗ, anh bước xuống xe thì bị Chem chĩa súng đi tới. Michael không nói gì đưa điện thoại có vợ ông ta trong đó, Chem lo lắng hỏi anh muốn gì. Tối đến tại khách sạn đang có buổi tiệc ngoài trời, Bo Be cũng có mặt để chụp lén chủ tịch Kang. Lúc này Chem hẹn chủ tịch Kang 2 giờ chiều mai đến du thuyền Hoàng tử Amon, trong khi đó vệ sĩ phát hiện Bo Be chụp lén nên dắt cô đến gặp chủ tịch. Ông ta hỏi vì sao cô cố tình muốn phỏng vấn tôi, bởi vì tôi nghi ngờ ông không phải đến Hawaii về vấn đề dầu mỏ mà là để buôn lậu vũ khí. Được rồi, nếu vậy tôi sẽ cho cô biết một thông tin cơ mật, tôi đến đây gặp Hoàng tử Amon để ký kết một hợp đồng quan trọng. Nếu cô không tin tôi sẽ cho cô một đặc quyền phỏng vấn sau khi ký hợp đồng xong. Hôm sau đoàn xe chở chủ tịch Kang đến theo lời hẹn. Bo Be cũng được phép lên tàu cùng ông, cano lướt sóng chở hai người ra biển đến du thuyền đang đợi. Nhưng khi đến du thuyền, Bo Be không được đi vào cùng mà chờ bên ngoài, bên trong chủ tịch Kang đã ký kết hợp đồng xong. Ông đề nghị hoàng tử chụp ảnh lưu niệm với mình, nhưng hoàng tử cho rằng đây chỉ mới là bắt đầu rồi anh tháo bỏ lớp cải trang ra. Kang Tae Ho ông hãy nhìn cho rõ mặt tôi, cả nhà cảnh sát Choi 25 năm trước ông còn nhớ không? Tôi chính là con trai ông ấy, Choi Kang-ta, chính mắt tôi đã nhìn thấy ông giết bố tôi và đốt nhà của tôi. Chủ tịch Kang lập tức rút kiếm ra khô máu với anh, nhưng anh đây chục năm chinh chiến chưa thua thằng nào thì làm sao lại ngán cha già này. Những đường kiếm của lão đều bị Kang-ta nhìn thấu và né rất điêu nghệ, biết mình không có tuổi, chủ tịch Kang liền quỳ xuống xin giảng hòa. Anh yêu cầu hãy cho mình biết đồng bọn của ông nhưng ông ta bỏ chạy lên cano rời đi, Michael không đuổi theo mà chỉ nhìn cười khẩy. Còn Bo Be không rõ chuyện gì chỉ biết đứng nhìn theo. Ai ngờ cano chạy một đoạn bỗng nổ tan tành. Mảnh vụn văng ra làm Bo Be lọt tỏm xuống biển. Thấy vậy anh nhảy xuống cứu cô lên. Bo Be nhìn anh mơ màng rồi ngất đi. Lúc này Vian vào bảo cô ta đi cùng Kang Tae Ho tại sao lại cứu. Đây là vấn đề của tôi và Kang Tae Ho, tôi không muốn người khác bị thương, hãy đưa cô gái này quay về. Sau sự ra đi của chủ tịch Kang tại Hàn Quốc mở ra cuộc điều tra. Và đã xác định nhân chứng có mặt tại hiện trường lúc đó.
Trong lúc này Bobe đã trở về Hàn Quốc sau một chuyến đi bất ổn. Còn Michael để trả mối thù năm xưa, anh cũng đã trở lại quê hương bằng phi cơ riêng. Anh đứng trên băng chuyển đi vào mà nhớ lại lúc mình được bố mẹ nuôi đưa về Mỹ. Ánh mắt mang đầy hận thù ấy 25 năm vẫn còn, thưa bố con đã quay trở về. Trong khi đó Bobe đã được nhân viên cục tình báo Chaejon đưa đi. Trên xe anh hỏi Bobe đã nhìn thấy ai trên du thuyền. Nhưng mà cô khẳng định không hề thấy ai cả, còn Michael lái xe mô tô chạy khắp đường phố Seoul. Cuối cùng anh đã đứng ở nơi cao nhất để có thể nhìn toàn thành phố nơi mình đã từng sống. Sau đó anh quay trở về căn biệt thự, anh đi vào nhìn mọi người cảm thấy rất hài lòng. Rồi cả nhóm cùng nhau uống rượu. Jenny báo cho sếp biết thông tin về nhóm chống khủng bố cục tình báo trung ương. Người phụ trách chính là Chaejon, con trai độc nhất của chủ tịch Hàn. Còn Chaejon đưa Bobe về nhà, cô nhìn anh đi mà nghĩ sao anh lạnh lùng như vậy chứ. Hôm sau Bobe đứng bên ngoài chụp đám tang chủ tịch Kang. Cô vô tình nhìn thấy Vian, Bo ra nghĩ cô ấy là người đại diện cho khách sạn ở Hawaii. Nhưng có đến mức phải đến Hàn Quốc dự đám tang không? Lúc này chủ tịch Trang cũng vào viếng, Michael cũng hóa trang thành cảnh sát Choi Hae-jong đi vào. Ông ta nhìn thấy cảnh sát liền kêu đồng bọn bắt lại. Nhưng Michael móc dây bay lơ lửng trên trần, ông ta chỉ biết ngước nhìn. Vian còn chạy ra ngoài cài cửa nhốt họ bên trong nhà thờ. Michael dụ ông ta vào trong phòng sám hối lâu rồi không gặp chủ tịch Trang. Ông ta nghe vô cùng hoảng sợ gào thét hỏi mày là ai. Lúc này vệ sĩ ông ta đi vào nghe chẳng hiểu ông nói gì. Lát sau Michael đã ra cửa nhà thờ đứng nhìn Bobe rồi bỏ đi. Bobe nhìn theo nghĩ mình đã gặp người đó ở Hawaii. Thế là cô cố tình lái xe đuổi theo anh. Michael lái mô tô chạy lượn khắp con phố cho cô đuổi theo. Chạy một hồi mất dấu Bobe xuống xe không biết anh ta ở đâu. Thì bất ngờ Michael ở trên huýt gió gọi cô rồi cười chạy đi. Bobe vội lên xe chạy theo, ai ngờ lại chạy leo lên tăng cắp. Anh chạy đến nhìn cô cười phóng đi. Bobe xuống xe tức không chịu nổi. Bỗng cô nhìn thấy tòa nhà Castle ở Hawaii, thế là cô đi vào quan sát. Cô đến hỏi thư ký về đại diện Vian. Nhưng bất ngờ thay Vian cũng vừa đi ra, Bobe giới thiệu mình là phóng viên của tờ Nhật Báo. Cô đề nghị Vian tiết lộ cho mình về mối quan hệ với chủ tịch Kang lúc sinh thời. Nhưng Vian bảo sẽ không trả lời phỏng vấn trong thời gian này rồi bỏ đi. Thư ký cũng chạy theo cô vào trong. Mặc dù vậy Bobe lại nhìn thấy thiệp mời của tập đoàn Castle nên lén lấy giấu đi. Còn Michael đang tập bắn cung thì Vian đi vào cho biết nữ phóng viên đã đến công ty chúng ta, có nên xử cô ta không? Chúng ta còn có nhiều việc để làm nên mặc kệ cô ta. Dennis lúc này cho Michael biết thông tin về tập đoàn đa quốc gia của chủ tịch Trang. Anh yêu cầu Jenny tìm thông tin về gia đình của ông ta. Trong khi đó, chủ tịch Trang tức giận ra lệnh cho con trai dù có lật cả nhà thờ cũng phải bắt cho được tên đó. Jenny cho Michael biết con trai của chủ tịch Trang là Trang Ho. Hắn là xã hội đen Hàn Quốc, điểm đặc biệt ở hắn là thích phụ nữ. Còn đây là con gái Trang Ni, 26 tuổi, học ngành múa. Sở trường của cô ta là tiêu tiền của người bố. Vian đến đề nghị giải quyết hết gia đình đó, nhưng Michael không đồng ý vì vẫn còn có người cần tìm. Rồi vào một ngày Trang Ni đang đi thì gặp anh người yêu cũ. Anh ta định hôn cô nhưng bị cô tát cho cái. Tức giận anh ta định đánh Trang Ni thì Michael đã xuất hiện đúng lúc ngăn lại. Thấy vậy Trang Ni đến ôm hôn Michael trước mặt hắn. Sau đó hai người cùng uống rượu, anh giới thiệu mình là Michael Kim. Hôm sau buổi tiệc của tập đoàn Castle được tổ chức, Bobe đến đưa thiệp mời nhưng cô không thể vào được vì do không mặc đúng quy định của buổi tiệc. Bobe đành lang thang bên ngoài thì lại nhìn thấy Michael đi cùng với Vian. Cô nghĩ không rõ hai người đó có quan hệ gì. Sau đó Chaejon đến thắc mắc sao em không vào, họ nói do quần áo em không hợp nên không được vào. Bỗng Chaejon có điện thoại nên rời đi trước. Ở đây Michael nhờ tiến sĩ chuẩn bị đồ cho Bobe. Trong khi đó chủ tịch Trang cùng hai con cũng đi vào. Họ gặp Vian cùng Michael ở đây, Chaejon lúc này cũng đến. Trang đi cho Michael biết Chaejon là người kế thừa tập đoàn Hanmin và là công vụ viên của CIA. Buổi tiệc bắt đầu, Vian đứng lên phát biểu và giới thiệu cổ đông lớn nhất của tập đoàn Castle là Michael Kim. Tôi hy vọng sẽ có nhiều kỷ niệm đẹp ở Hàn Quốc. Sau khi Bobe thay váy dạ hội cũng được đi vào. Chaejon đến khen cô thật xinh đẹp. Đến màn khiêu vũ, Michael mời Bobe nhảy cùng mình. Trang Ho cũng đến mời Vian khiêu vũ. Thấy vậy Chaejon cũng mời Trang Ni vào nhảy. Bobe hỏi Michael sao lúc ở Hawaii lại đẩy mình ra biển. Tôi đã cử thuyền cứu hộ ra rồi còn gì, và còn giúp cô lấy lại máy ảnh. Hết bài nhạc mọi người đi vào. Chaejon vừa đưa tay định mời cô nhảy thì Michael xoay người đưa tay nhảy cùng cô. Đang nhảy Bobe thấy Vian ra ngoài nên cô xin phép cho mình nghỉ một lát. Bobe vừa đi ra thì gặp Chaejon đi tới. Anh tò mò về người đàn ông nhảy cùng cô. Hôm nay em đến đấy là vì người phụ nữ đó, rồi cô đến hỏi Vian về chuyện ở Hawaii. Nhưng Vian tỏ ra khó chịu bỏ đi thì gặp Michael đi ra, cô yêu cầu anh nên xử Bobe. Ai ngờ Bobe lại đến khoát tay Michael nhờ anh đưa về. Vian khó chịu bảo Michael vào trong nhưng anh không nói gì vẫn đưa Bobe về. Khi ra đến cửa lại gặp Chaejon muốn đưa Bobe về nhưng cô từ chối vì đã nhờ Michael rồi. Hôm nay tôi luôn chậm một bước. Michael còn cố tình ôm eo Bobe đi làm Chaejon cảm thấy không vui. Trên xe Bobe tò mò về vị trí của Michael ở tập đoàn Castle nhưng anh chỉ cười.
Bất ngờ anh phát hiện có xe đang bám theo nên anh cố tình tăng tốc để cắt đuôi. Lúc này Tennis chở Jenny chạy phía sau lao lên. Jenny dùng tên bắn vào bánh xe làm chúng mất lái tông thẳng vào gốc cây. Đến nhà Bobe không biết gì còn trách anh lái xe ẩu. Bobe còn năn nỉ Michael giúp mình phỏng vấn Vian rồi tạm biệt anh đi vào. Ai ngờ đâu đang đi thì bị bọn côn đồ đến bắt, Bobe chỉ biết la hét. Căng ta đến nhặt chiếc giày cô rơi rồi đánh bọn chúng chạy mất dép. Anh nhẹ nhàng đến mang giày vào cho cô rồi đưa cô đi bộ đến nhà. Chaejon đứng bên góc khó chịu nhìn theo hai người họ. Lệnh bắt Bobe thất bại, Trang Ho vô cùng tức giận. Anh ra lệnh lần này phải trịnh trọng mời cô đến. Trong khi đó, tiến sĩ cho Michael biết người của chủ tịch Trang đang cố bắt Bobe. Vì cô ấy là nhân chứng duy nhất trong vụ án của chủ tịch Kang, hôm sau Bobe đến tập đoàn Castle để trả lại váy. Bất ngờ cô gặp Chaejon và Vian đi ra, vừa thấy cô Vian khó chịu bỏ vào trong Bobe định đi theo nhưng Chaejon giữ lại. Ra quán Bobe rủ Chaejon ngày mai cùng đi cưỡi ngựa với mình. Trong khi đó tiến sĩ giới thiệu cho Michael một sản phẩm mới, có thể mở lang cang sắt trong nhà tù dễ dàng. Sau đó ông còn đưa cho anh bom CD có thể làm nổ một hoặc hai chiếc xe dễ dàng. Hôm sau Bobe đang đi thì gặp thư ký Ô mời cô lên xe. Bobe chất vấn có phải mấy tên lưu manh do ông cử đến thì Chaejon vẫy tay gọi cô, thấy vậy bọn chúng đành rời đi. Trên xe Bobe cho biết do anh ta thấy em và chủ tịch Kang lên du thuyền nên muốn lấy tin tức từ miệng em. Hai người đến trường ngựa vô tình gặp nhóm Michael cũng ở đây. Changni khoát tay Michael đi vào chọn ngựa. Lúc này Chaejon hỏi Bobe có phải đã lợi dụng mình đến đây. Vâng, vì vô tình em biết họ hôm nay sẽ đến đây. Sau đó mọi người cùng cưỡi ngựa đi ra. Changni nhìn Bobe cùng Chaejon cưỡi ngựa. Cô bảo cô ấy không đơn thuần là hậu bối của anh Chaejon. Nhưng chủ tịch Han sẽ không thích đâu. Bobe cưỡi ngựa đến gặp Vian nhưng chẳng moi được gì từ cô ta. Đã vậy còn bị Vian quất ngựa của cô làm cho nó hoảng bỏ chạy. Bobe hoảng sợ la làng kêu mẹ ơi. Michael thấy vậy vội cưỡi ngựa đuổi theo. Ở đây Chaejon cũng chạy theo, nhưng Michael đã vượt qua và phóng lên ngựa Bobe giúp cô dừng lại. Chaejon đến cảm ơn Michael vì đã giúp, sau đó cả hai thi cưỡi ngựa với nhau xem ai thắng. Cuối cùng người về đích trước lại chính là Michael. Mặc dù không được vui nhưng Chaejon vẫn đi xuống bắt tay Michael, rồi lặng lẽ đi vào xử lý chú ngựa của mình. Mọi người đang ngồi uống trà bỗng nghe tiếng nổ nên chạy ra chuồng ngựa xem. Chaejon cho biết chân chú ngựa bị gãy vì không muốn thấy nó đau khổ nên phải làm như vậy. Trong khi đó, tại tập đoàn của chủ tịch Kang, Tennis đã cố tình đặt bom xả khói để nhân viên hoảng sợ chạy ra ngoài, còn anh lẻn vào phòng chủ tịch Kang để cài đặt bom nổ. Tennis còn mở được cả phòng bí mật có két bảo hiểm để cho nổ hết. Lúc này, chủ tịch Trang nghe điện thoại Michael gọi, anh báo cho ông biết người tiếp theo sẽ ra đi là ông. Vừa cúp máy, Michael có tin nhắn báo căn phòng đó sẽ nổ khi kích hoạt sau 3 giây, thế là anh đi ra cầm điện thoại kích hoạt bom nổ. Còn chủ tịch Trang vừa cùng thư ký Ô đi vào thì bất ngờ căn phòng đã nổ tan tành, thư ký Ô vội vàng nằm xuống che chở cho ông. Trong khi đó Chaejon đứng xem mọi người cưỡi ngựa thì Bobe đến hỏi anh có sao không. Ngay khi đó Michael cũng vừa đi vào tới, bỗng Chaejon nhận được điện thoại báo về vụ nổ. Michael đi đến bảo tôi sẽ tặng anh một con ngựa quý khác nhưng Chaejon không đồng ý bỏ đi, anh còn không quên quay lại gọi Bobe đi cùng. Còn lại mình Michael đang ngồi thì Vian đến, cô đừng gây thêm rắc rối suýt nữa có người gặp nguy hiểm. Em muốn xử lý con bé phóng viên đó. Michael tức giận hỏi rốt cuộc cô đang chấp hành mệnh lệnh của ai. Nghe vậy Vian xin lỗi hứa sẽ không có lần sau. Bỗng Trang đi vào rủ anh cùng đi ngắm cảnh. Còn Bobe trên xe thắc mắc vì sao chủ tịch Kang mất rồi mà vẫn còn xảy ra chuyện. Chaejon khuyên Bobe nên từ bỏ chuyện này vì rất nguy hiểm. Hai người vừa đến nơi thấy tòa nhà đã bị niêm phong. Nhưng mà kìa, xe Chaejon cũng đang bị theo dõi. Cảnh sát đến xem tình hình tại phòng bị nổ. Cảnh sát Seo không hiểu họ cho nổ phòng chủ tịch Kang để làm gì, không lẽ đây là một lời cảnh cáo. Cô còn cho Chaejon biết có một két bảo hiểm nhưng mà không thể mở khóa hoặc phá được. Vì đây là két đặc biệt, nếu phá hay dùng thủ đoạn không chính đáng, những thứ có trong đó sẽ bị tiêu hủy. Trong lúc này Bobe vô tình thấy tập hồ sơ cô lén xé một trang đầu rồi bỏ đi, ai ngờ thẻ phóng viên rơi ra và có người nhặt nó. Trong khi đó Michael đang ở trong xe với Changni thì Jenny báo bán kính trong vòng 50 km các hệ thống thông tin sẽ không có tác dụng và tôi sẽ phục hồi lại sau 3 phút. Changni lo lắng khi điện thoại không liên lạc được. Không sao đâu, cô nên vào trong xe vì bên ngoài trời hơi lạnh. Sau đó anh mở cốp xe ra theo dõi tình hình di chuyển của chủ tịch Trang. Ở đây Tennis giả cảnh sát chạy theo hú còi ra hiệu mở cửa xe. Thư ký Ô vừa kéo cửa xe xuống thì anh ném chiếc đĩa vào, thế là anh mở ra nghe thử, ai ngờ là lời cảnh báo 2 phút sau xe nổ làm cho chủ tịch Trang vô cùng lo lắng. Mặc dù thư ký khuyên không sao là giả, nhưng ông không tin la hét cho xe dừng lại rồi bỏ chạy ra khỏi xe. Lúc này Michael quan sát thấy nhưng vẫn kích hoạt bom nổ. Quay lại với Bobe đang suy nghĩ không biết Michael có phải người xấu không, cô nhớ lại lúc ở chuồng ngựa Michael khuyên cô nên tìm công việc khác mà làm. Thì bất ngờ ngựa hí lên, may có anh đỡ lấy mình. Bỗng cô thấy Chaejon cho người cầu kết bảo hiểm lên xe chạy đi.
Bô Be thấy cảnh sát Seo đi ra nên chạy theo hy vọng phát hiện được chút gì. Ai ngờ cảnh sát Seo lại đứng sau cô. Rồi cả hai cùng ngồi ăn bánh gạo cay. Cảnh sát Seo khuyên cô đừng đưa tin về giới tài phiệt. Thế là Bô Be đưa cho Vu Dung xem tờ giấy mình lấy được ở hiện trường nhưng lại bị cô tịch thu luôn. Trong khi đó hai ông già đang ngồi xem tin tức. Chủ tịch Trang than tập đoàn Chae-chun bị nổ. Sau đó lại đến xe của tôi, hắn nói chính là Choi Hae-jon, nhưng suy nghĩ mãi không ai đoán được là người nào mà biết vụ xử lý năm xưa. Chủ tịch Han cho biết Chae-jon đang đem két bảo hiểm đến đây, nếu két đó mà được mở ra chúng ta sẽ hết đời. Trong khi đó, Tae-nit đang ngồi theo dõi quá trình vận chuyển két của Chae-jon, Michael đồng thời cũng đang chở Chang-ni về nhà. Lúc này anh nhận tin nhắn báo két đã bị tráo đổi, anh chở Chang-ni đi qua được vòng vệ sĩ nghiêm ngặt vào trong. Tuy nhiên theo lệnh không cho người ngoài vào nhưng tiểu thư Chang-ni không đồng ý. Cô vẫn cương quyết dắt bằng được Michael cùng về phòng mình, đến phòng anh khuyên cô nên vào trong tắm. Ở đây anh đi ra ban công quan sát thì anh thấy Chae-jon đưa két bảo hiểm đến. Chae-jon đem két vào hỏi trong này có gì nó liên quan đến vụ nổ vừa rồi phải không? Nhưng bố anh chỉ cho biết vừa rồi xe chủ tịch Trang cũng vừa bị nổ, người làm ra vụ này cũng là người đã giết chủ tịch Kang. Khi đó Michael cũng ở bên ngoài phòng đặt máy nghe họ nói, sau đó anh đi ra thì gặp Trang hô về. Anh ta hẹn Michael khi nào rảnh uống rượu rồi vội đi vào. Anh đi dạo xung quanh ngôi nhà nhớ đến nỗi ám ảnh lúc nhà bị cháy, cơn hận lại dâng trào trong lòng. Bỗng Trang In đi ra cùng lúc bọn họ cũng vừa ra. Trang đi chạy tới chào mấy chú. Chủ tịch Trang giới thiệu cho Michael biết bạn của ông. Trưởng quan Lee Jo-si tiếp theo là chủ tịch Han Tae-soo của tập đoàn Hanmin. Sau khi chào hỏi bọn họ tạm biệt ra về. Đến nhà chủ tịch Han yêu cầu con trai đừng bật đèn. Ông cho con trai biết kẻ cố tình gây ra vụ nổ chính là Choi Hae-jon, người đã chết cách đây 25 năm. Ông kể vào 25 năm trước ở cảng Chu San xuất hiện một con thuyền Trung Quốc, trên thuyền có ma túy trị giá hàng tỷ won, lúc đó bọn ta đang cần vốn để bắt đầu cuộc đời mới. Mà người phụ trách vụ án đó là Choi Hae-jon, bọn ta đã ngụy tạo tai nạn giao thông để di chuyển ma túy. Nhưng Choi Hae-jon lại đánh hơi ra bọn ta đã dụ dỗ hắn nhưng không được, cuối cùng chỉ có cách bắt hắn câm miệng mãi mãi. Chae-jon con hãy giúp bố bảo vệ, bố chính là bảo vệ con. Làm Chae-jon vô cùng khó xử, anh đau khổ đi về trong mưa. Anh đến nhà Bo Be ngồi trong xe lặng lẽ nhìn cô. Chae-jon vừa xuống xe thì đúng lúc mẹ Bo Be đi ra và hai người cùng về nhà. Sau đó anh ngồi uống rượu nhớ đến lời bố khó xử vô cùng. Còn Michael anh ra lệnh cho Vi-an ngày mai đến nhà chủ tịch Trang mở két. Hôm sau trong phòng cảnh sát có cả Bo Be. Họ mở video xem cảnh tượng trước khi vụ nổ xảy ra. Bo Be nhận ra đã gặp Tae-nit ở Hawaii, trong khi đó Chae-jon đang tìm hiểu lý lịch của Tae-nit cùng đồng đội. Anh còn ra lệnh cho cấp dưới tìm tài liệu về cảnh sát Choi Hae-jon của 25 năm trước, còn ở căn cứ bí mật Vi-an cho mọi người biết Tae-nit đã trở về Mỹ. Cậu ta tiếc là không hoàn thành kế hoạch với chúng ta, sau đó mọi người chăm chú nhìn bức tranh đã chuẩn bị cho chủ tịch Trang. Tiến sĩ còn đưa cho Vi-an chiếc đồng hồ đã lắp định vị và còn có thể nghe lén. Sau đó Vi-an đã hẹn hai bố con chủ tịch Trang đến gặp mặt. Cô tặng cho ông một bức tranh làm ông rất vui. Vi-an còn tặng cho Trang Ho chiếc đồng hồ, anh ta vội đeo vào tay mà chẳng mảy may nghi ngờ. Trong khi đó Michael đến gặp Chang-ni tặng cô rất nhiều quần áo và giày. Chang-ni vui vẻ thay các mẫu áo được tặng cho anh xem. Michael còn nhẹ nhàng đến hôn cô làm cho Chang-ni vô cùng mê mẩn. Anh thấy đã đến lúc anh đề nghị hôm nay được đến nhà cô và anh đã trao cho cô nụ hôn ngọt ngào làm cô điên đảo. Nói đến Vi-an, cô đu dây vào nhà chủ tịch Trang một cách nhanh gọn, còn Michael cũng vừa chở Trang đi đến nhà. Trong xe, Jenny cùng tiến sĩ theo dõi tình hình bên trong căn nhà qua vệ tinh. Vi-an đã đột nhập vào phòng làm việc, Che-in báo cho cô có mật thất trong căn phòng. Vi-an vội mò tìm cuối cùng mở được mật thất, cô vội tìm cách mở két ra nhưng thất bại. Jenny lo lắng gọi Vi-an đi ra vì mật thất sắp đóng lại. Nhưng cô cứ chần chừ thế là bị nhốt trong đó. Michael đang vui vẻ trò chuyện với gia đình chủ tịch Trang ở phòng khách. Bỗng anh nghe báo Vi-an đã bị nhốt trong mật thất, thế là anh liền giả vờ làm đổ trà lên quần áo, nên được Trang hô dắt vào phòng cho anh mượn đồ. Nhưng khi vào trong anh ta đã bị Michael ấn một phát ngất đi. Anh vừa chạy ra thì giáp mặt thư ký Oh giám đốc Trang bị ngất, thế là bọn họ chạy vào xem, tranh thủ Michael vào phòng mở mật thất cho Vi-an. Hãy giúp em kéo dài thêm 3 phút nữa. Nhưng anh bảo hành động bị hủy bỏ rồi vội quay trở lại phòng Trang Ho để không bị nghi ngờ. Về căn cứ, Vi-an buồn rầu vì đã không hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng anh khuyên cô đừng nên tự trách mình, hãy để họ tự mở, khi đó ta đi lấy đồ là được. Còn lúc này bên phòng cảnh sát cũng cho người phá két. Chae-jon nhìn nhớ lại lúc anh tráo két. Ai ngờ két không mở ra được, anh ta còn báo mọi thứ bên trong đã bị hủy. Chae-jon lúc này mới nhẹ nhàng rời đi. Còn ở tiệm đánh giày, vệ sĩ Trang Ho đến nhờ ông Tae-bo mở dùng két nhưng ông không đồng ý. Lúc này cô cháu gái của ông cũng vừa đi vào nên ông vội đẩy anh ta về. Michael đang ở căn cứ bắn cung thì nghe Trang Ho ra lệnh bắt cháu gái ông Tae-bo để ép ông ta mở két. Trong khi đó Bo Be đang ở cửa hàng của mẹ. Cô lục tìm bài báo mình viết về người mở két 30 năm, vừa tìm thấy Bo Be liền cầm đi.
Cô theo địa chỉ đến tìm gặp ông Tebo thì thấy cô cháu gái của ông, Bobe đi cùng cháu gái ông Tebo thì bị tay sai Chang Ho nhào đến bắt đi, họ chở hai người đến bãi xe thải. Thư ký Oh thấy Bobe nên gọi báo Chang Ho biết, bên này Michael nghe thấy Bobe bị bắt, anh ra lệnh cho Vian đến nhà chủ tịch Chang còn mình đi cứu con tin. Ông Tebo đang đóng giày bỗng có điện thoại biết cháu gái bị bắt, tiến sĩ đi vào thấy ông lo lắng nên trấn an ông yên tâm. Chúng tôi sẽ cứu cháu ông và cho biết sẽ có người đón ông đến mở két bảo hiểm. Khi két được mở ra mọi thứ phải giao cho chúng tôi. Còn ở đây tranh thủ lúc tên canh gác đang ngủ, Bobe mở dây chạy đi nhưng đã bị bọn chúng phát hiện bắt lại. Tên thư ký Oh ra lệnh bỏ cô vào máy ép. Bên này ông Tebo đang bị bọn chúng trùm kín mít đưa đến chỗ để két. Ông đề nghị bọn chúng ra ngoài để mình tập trung. Vian cũng đang lẻn vào nơi đựng két chờ ông. Khi két vừa mở ra ông liền đưa cho Vian, nhưng không kịp rồi Chang Ho đã đi vào, Vian đành phải nép một bên. Ông Tebo ôm hồ sơ bỏ chạy nhưng đã bị bọn chúng bắt mang đi. Trên đường chúng chở ông đi thì được xe cảnh sát tới ra hiệu ngừng xe. Tiến sĩ bắt giả cảnh sát yêu cầu họ ra khỏi xe vì có bom. Tiến sĩ cho đạn khói dưới xe làm khói bay mù mịt. Chúng hốt hoảng bỏ chạy thì Vian lên xe lái đi. Trong khi đó Michael một mình lái xe đến xào huyệt bọn chúng. Anh dùng tên xử lý tất cả một cách nhanh gọn. Anh đi xuống cởi trói bế cô bé ra ngoài xe rồi lo lắng đi tìm Bobe. Lúc này Bobe đang bị ngất trong xe. Khi chiếc xe được đem vào máy ép, cô tỉnh dậy hốt hoảng la hét. May thay Michael nhìn thấy liền nhào vô kéo cô ra kịp lúc. Bobe ôm chầm lấy anh run sợ khóc nức nở. Anh cho cô biết cháu gái ông Tebo đã an toàn, rồi anh lái xe đưa cô về. Bobe tự trách do mình mà cô bé bị bắt. Vì tôi đã thấy trưởng thư ký Ô của tập đoàn John Mi ở đó, có lẽ ông ta muốn ngăn cản tôi điều tra về vụ buôn lậu vũ khí. Cô hãy quên tất cả đi vì mọi chuyện có thể sẽ bị én nhẹ. Sau đó Bobe tò mò sao lúc nào tôi gặp nguy hiểm anh cũng biết đến cứu, nhưng Michael không nói gì bỏ tới xe. Thấy Bobe cứ đi theo hỏi, Michael lên xe lái chạy đi làm cô chạy theo kêu inh tỏi, cuối cùng anh cũng dừng xe cho cô lên. Lúc này ở căn cứ, Vian tức giận hỏi Jenny sếp đang ở đâu, nhưng không ai biết vì sếp đã chủ động tắt liên lạc làm Vian rất tức giận, còn Michael chở Bobe đến biệt thự. Trong khi đó, tiến sĩ đã thu xếp cho hai ông cháu gặp nhau trong khách sạn và trước tiên cho họ ở đây để được an toàn. Haju hỏi ông về cô phóng viên thì được tiến sĩ cho biết cô ấy đang ở cùng với sếp nên rất an toàn. Nghe vậy Haju nhớ lại người đàn ông cứu cô vừa rồi. Lẽ nào là người đàn ông đã cứu cháu sao? Đúng vậy, chúng tôi thường gọi là sếp. Còn Vian tức giận nên đến tập gym mà vẫn chưa nguôi cơn ghen trong lòng. Trong khi đó Michael đang chăm sóc vết thương cho Bobe, nhưng cô cứ luôn miệng thắc mắc vì sao anh lại đến bãi xe thải đó. Tôi nhìn thấy cô bị người ta lôi lên xe, nhưng Bobe lại nghĩ lúc tôi bị ngã ngựa cũng thế. Lúc Sid bị bắt cóc trước cửa nhà tôi cũng thế, lúc nào anh cũng xuất hiện đúng lúc để cứu tôi, anh không phải là vị thần hộ mệnh của tôi. Cũng không phải ngày nào cũng đi theo tôi, Michael tôi xin anh đừng nhúng tay vào chuyện của tôi nữa. Cô đừng lo, tôi sẽ giúp cô bắt bọn chúng, nhưng anh đâu phải là cảnh sát, tại sao lại bắt tội phạm? Còn ở đây ba ông già đang bàn nhau chia tài sản của chủ tịch Kang. Vì vợ và con gái ông ta không hề biết gì về tài sản ở ngân hàng Thụy Sĩ cả, bên ngoài Chang Ho bảo đã bắt Bobe nhưng lại bị Michael cứu. Chaejon tức giận bảo sau này ai dám động đến một cọng tóc của cô ấy tôi sẽ không tha rồi bỏ đi. Anh đến nhà gặp mẹ Bobe để hỏi tìm cô. Nhưng bà cho biết Bobe gọi điện về nói đi lấy đề tài địa phương hôm nay sẽ không về. Lúc này Michael ngồi nhìn Bobe ngủ, anh nói cho cô biết tên của mình là Choi Kang-ta. Trong giấc ngủ Bobe gặp ác mộng mà giật mình hốt hoảng. Cô nhìn qua thấy Michael đang ngồi nhìn cô. Anh không nói gì đứng lên đi thì Bobe xin anh đừng đi. Hãy đợi tôi ngủ rồi anh hãy đi được chứ. Rồi cô nằm xuống ngủ, thấy vậy anh tới ngồi bên lò sưởi. Sáng hôm sau anh ra biển từ rất sớm, anh nhìn thấy hai đứa trẻ đang ngồi chơi cát cùng nhau. Michael nhẹ nhàng đi tới gần bọn trẻ vui đùa chạy xung quanh anh. Lúc này bố mẹ hai đứa trẻ ra gọi cả gia đình bốn người thật hạnh phúc, nhưng tất cả giờ đã không còn nữa, trên bãi biển giờ chỉ trơ trọi mình anh. Khi Bobe thức dậy thấy số điện thoại anh để lại cô rất vui, còn anh trở về căn cứ, tiến sĩ khuyên anh nên nói chuyện với Vian. Michael về phòng thay quần áo thì Vian tới. Tối qua anh và con bé đó đã ngủ ở đâu vậy? Không giống cô chút nào đâu Vian. Chúng ta không lấy được giấy tờ vì sao phải bảo vệ ông già đó? Michael nhìn cô bảo đây là mệnh lệnh rồi bỏ đi. Anh đến phòng tập gym cùng Trang Ni. Cô nhìn thân hình lực lưỡng của Michael mà thèm thuồng. Cô đến ôm anh bảo sao anh chưa bao giờ nói là anh yêu em, vì lúc em nghe câu đó tôi sẽ biến mất hoàn toàn. Mà Trang Ni, em đã xem qua dự án đầu tư vào John Mi chưa? Anh thấy người đại diện ghi trên đó là em. Nếu em tham gia dự án này chúng ta sẽ gặp nhau thường xuyên. Thế là Trang Ni gặp bố yêu cầu được tham gia vào dự án John Mi. Trong khi đó Chang Ho đang đọc báo thì Vian đến. Anh hỏi có phải hôm qua Michael đi khai mạc sân golf ở Jeju? Vâng, tôi không đi nên có mình Michael đi. Lúc này Bobe xem báo thấy Michael tham gia lễ cắt băng. Cô nghĩ hôm qua rõ ràng anh ấy đi với mình mà, thì lúc này Chaejon tới. Anh tò mò hỏi vì sao hôm qua em không nghe điện thoại.
Bo Bae cho biết hôm qua em bị bắt cóc, người bắt cóc em là trưởng phòng thư ký của Johnmi. Nhưng Che Jon bảo không thể nào, vì hôm qua anh ta ở nhà chủ tịch Trang cả ngày mà có cả anh ở đó, nhưng sau khi bị bắt cóc ai đã cứu em. Bo Bae suy nghĩ hồi lâu rồi nói không biết vì lúc đó em bị ngất rồi, sau đó Che Jon tìm tư liệu điều tra về Michael Kim. Anh được cấp dưới đưa thêm tài liệu về vụ Choi Hae-jon, lúc đó ông ta là cảnh sát nhưng do trong lúc điều tra xảy ra vấn đề nội bộ ông ta bị giết ở nhà riêng. Tại hiện trường chỉ phát hiện hai thi thể người lớn không thấy xác bọn trẻ, Che-jon nghĩ vào năm đó Choi Kang-ta được 7 tuổi còn Choi Kang-hee 4 tuổi. Quay lại với Bo Bae, cô đến khách sạn gặp hai ông cháu Ha-ju, cô đưa ra tấm hình hỏi ông có biết người này không, nhưng ông nhìn hình bảo không biết. Ông còn xin Bo Bae giúp mình tìm một nơi để lánh nạn, thế là Bo Bae dắt hai ông cháu về nhà giới thiệu với mẹ. Bà nhìn hai ông cháu nghĩ là người thuê phòng, khi Bo Bae dắt Ha-ju về phòng ông đưa tay ra giới thiệu mình là Hong Tae-bo. Sau đó ông lén trở về cửa hàng giày lấy một tấm thẻ, vừa ra thì có người tới chùm đầu bắt đi, may nhờ Michael đến hạ gục hết bọn chúng. Michael quay đi thì ông gọi lại đưa cho anh tấm thẻ đã lấy được trong két sắt, về căn cứ Jenny giải mã được bí mật trong đó. Vian bảo vậy là ngày tàn của bọn họ tới rồi, lợi dụng Trang Ho đi, tại sao lại lợi dụng Trang Ho trong việc này? Không lẽ anh vì muốn trả thù cho cô phóng viên đó? Nhưng Michael không nói gì mặc cho Vian nghĩ sao cũng được. Lúc này Trang Ho vừa đưa bố ra xe thì giám đốc Lee chạy tới ôm chân van xin. Thế là hắn lôi anh ta vào trong đánh tơi tả vì không có tiền trả hắn. Bất lực anh ta định leo ra ban công nhảy xuống thì Michael quăng dây kéo lại. Giám đốc Lee về phòng cho tiến sĩ biết lúc đầu hắn đưa tôi 300 triệu, nhưng sau đó hắn bắt tôi trả 2 tỷ won. Về căn cứ tiến sĩ phân tích có vẻ như tên Trang Ho đang cần tiền gấp. Hắn cho giám đốc Lee vay nặng lãi hết sức tưởng tượng nếu không trả sẽ bắt cóc vợ con người ta. Michael ra lệnh cử người đến chỗ giám đốc chuẩn bị kiện hắn ta, sau đó cảnh sát đến đưa lệnh khám xét vì có người kiện anh hành vi bạo lực đe dọa. Thế là chủ tịch Trang gặp trưởng quan Lee đưa ông một sổ tiết kiệm ở ngân hàng Thụy Sĩ, nhờ ông liên hệ với viện kiểm sát giúp Trang Ho. Khi trưởng quan Lee đi ra cũng bị Jenny theo dõi trên hệ thống báo cho Kang ta biết, ông vừa vào thang máy trong bệnh viện với hai vệ sĩ, thì Jenny và tiến sĩ bắt đẩy băng ca bệnh nhân vào. Sau đó Vi An tung vải che hạ gục hai vệ sĩ rồi tiêm thuốc mê cho ông, thế là họ nhanh chóng đẩy trưởng quan Lee lên xe cấp cứu rời khỏi bệnh viện, khi ông tỉnh lại hốt hoảng thấy mình bị trói. Michael đứng bên ngoài nói vọng vào vì không muốn trưởng quan Lee thấy mặt, tôi là Choi Kang-ta con trai của Choi Hae-jon. Từ bây giờ ông hãy làm theo lời tôi bảo xử tội Trang Ho theo đúng pháp luật, nếu ông lợi dụng chức quyền cho Trang Ho thoát tội. Những việc làm xấu xa của ông sẽ xuất hiện trên bảng tin lúc 9 giờ rồi đánh ông ta ngất đi. Sáng sớm khi tỉnh dậy ông xấu hổ thấy mình nằm ngoài đường. Mọi người đi qua ai cũng nhìn ông cười. Lát sau vệ sĩ lái xe đến lo lắng lấy áo choàng cho ông lên xe. Trên xe ông nhìn thấy toàn bộ bằng chứng nhận hối lộ mà tức hét lên. Còn Bo Bae ở nhà gọi điện cho Michael mà không được. Còn trưởng quan Lee ra lệnh cho vệ sĩ gọi thư ký hủy bỏ hết lịch trình ngày mai. Ông vừa gọi cho chủ tịch Trang thì lại có chuông điện thoại. Tôi đã nói ông không được liên lạc với chủ tịch Trang. Ông có cần tôi gửi tài liệu đến đài truyền hình không? Thế là ông đành dập máy chủ tịch Trang rồi gọi điện ra lệnh lập tức bắt giữ Trang Ho. Ở đây Trang Ho đang đi thì cảnh sát tới đưa lệnh bắt giữ. Trang Ho đến đồn hỏi các người nhận được lệnh của cấp trên chưa? Các người dám động đến tôi sẽ như thế này rồi quay đi thì Tae So ra lệnh còng tay lại. Lúc này Trang Ni đang uống rượu cùng Michael, cô mê mẩn anh đến mức anh nói gì cô cũng làm theo. Sau đó hai người trả lời phỏng vấn của phóng viên. Nhưng khi họ đề cập đến việc anh trai bị bắt và đang điều tra thì Trang Ni bỏ đi, đến công ty cô phàn nàn với bố vì anh trai làm cô mất mặt. Từ hôm nay Michael sẽ kinh doanh khách sạn thay con vì anh ấy xem con như nữ thần và rất nghe lời con, chủ tịch Trang nghe vậy mà đau hết cả đầu. Còn Che Jon bị sếp la một trận vì làm sao có thể biết được Bita Ben đã nhập cảnh mà tìm, nhưng Che Jon cho biết hắn đến Hàn Quốc rồi. Vụ nổ văn phòng chủ tịch Kang và CD Bom làm nổ xe chủ tịch Trang rất giống với thủ đoạn đặt bom của Bita Ben ở châu Âu. Sau đó bên tình báo cho Che-jon biết con trai Choi Hae-jon là Choi Kang-ta có tài liệu được nhận nuôi ra nước ngoài 25 năm trước. Che-jon nghe nghĩ Bita Ben và đứa trẻ được nhận nuôi có mối liên hệ nào đó. Sau đó anh đến tìm Trang Ni hỏi về Michael Kim. Em không hiểu vì sao cục tình báo lại hỏi về Michael. Bởi vì có liên quan đến công ty nhà anh, còn Bo Bae đến khách sạn tìm Michael thì bị Vian chặn lại. Nhưng Michael đi ra đưa cô vào trong, Bo Bae đưa điện thoại có bài báo hỏi cả ngày hôm đó anh đi với tôi làm sao có thể đến đảo Jeju được. Nhưng Michael chỉ cười nhẹ rồi hỏi tại sao à, sau đó anh bảo sẽ chở cô đến một nơi, trên xe Bo Bae lại thắc mắc chuyện đó. Michael cho biết khi có việc cần tôi sẽ cho thế thân đi, vậy hôm nay anh hãy để thế thân làm việc rồi đi chơi cùng tôi nhé. Hai người đến khu vui chơi ngồi trên đu quay, Bo Bae còn lén quay Michael, trong lúc đang chơi trò bắn súng thì Bo Bae có điện thoại của Che-jon. Anh hẹn gặp nhưng Bo Bae từ chối vì đang bận, sau đó hai người cùng ăn mì. Bo Bae gọi anh là Choi Kang-ta làm anh vô cùng ngạc nhiên. Kết thúc một ngày đi chơi, Michael chở Bo Bae về nhà, anh còn tặng cô con gấu rất to.
Hai người tạm biệt nhau thì Che Jon cũng ngồi trên xe nhìn thấy rất khó chịu, về phòng Bo Be gọi chú gấu là Kang Ta. Còn Che Jon buồn bã ngồi uống rượu một mình. Hôm sau Vian đến đồn cảnh sát thăm Trang Ho, cô hứa sẽ tìm cho anh một luật sư giỏi. Trong khi đó, trưởng quan Lee vừa nhận một tài liệu thì Michael gọi hỏi ông nghĩ thế nào về bảng góc. Ngày mai và ngày kia ông có lịch trình thuyết giảng. Lúc đó ông hãy đọc tài liệu này lên công khai tội ác của ông đã làm 25 năm trước đi. Sau đó ông run rẩy gặp hai đồng minh cho họ biết có một người tên Choi Kang Ta xuất hiện. Cậu ta chính là con trai Choi Hae Jon. Ông đưa tài liệu mà Michael bắt ông công khai cho họ xem. Chủ tịch Han trấn tỉnh trưởng quan Lee đừng sợ hãi, chúng tôi sẽ bảo vệ ông. Sau đó Che Jon vào gặp bố ông cho con trai biết trưởng quan Lee đã bị rơi vào tròng rồi. Ngày mai ông ta có buổi diễn thuyết, bố bảo ông ta đến bệnh viện. Vậy ngày mai con sẽ phụ trách ở bệnh viện, nếu hắn đến con sẽ bắt hắn. Ngày hôm sau trưởng quan Lee nằm trong phòng bệnh, có vệ sĩ bảo vệ nghiêm ngặt, nhưng Vian cải trang làm y tá vào tiêm thuốc gây mê cho ông. Lúc sau Michael và tiến sĩ vào yêu cầu ông nên đọc tài liệu, nếu không thì biết sẽ ra sao rồi đó. Sau đó trưởng quan Lee được rất nhiều người hộ tống đến buổi diễn thuyết. Khi gọi ông lên phát biểu thì ông ngồi im với vẻ mặt đầy sợ hãi. Cuối cùng ông run rẩy bước tới phát biểu xin từ bỏ chức vụ bộ trưởng pháp vụ rồi vội vã ra về. Phóng viên chen chúc chạy theo phỏng vấn ông nhưng ông không trả lời bất kỳ câu hỏi nào mà lên xe chạy đi. Trên xe Che Jon hỏi ông biết hình dạng hắn ta không thì lúc này điện thoại ông reo. Che Jon bắt máy nhưng anh yêu cầu nói chuyện với trưởng quan Lee. Hôm nay tôi sẽ tặng ông món quà cho việc coi thường lời cảnh cáo của tôi. Trên tòa nhà Michael đang nhắm vào ông ta nhưng anh cố tình bắn lệch để cảnh cáo. Thế là đoàn xe theo lệnh Che Jon phải quay đầu do bị tấn công. Cảnh sát quan sát phát hiện có người bắn tỉa trên tòa nhà. Thế là Che Jon xuống xe phong tỏa lối ra tòa nhà. Nhưng ở đây Michael đeo mặt nạ đu dây xuống nhảy vào cửa sổ tòa nhà. Anh đi theo đường tắt dẫn qua tòa nhà khác. Trên đường tiến sĩ giả làm người quét dọn hỗ trợ cho Michael. Anh thong thả bước ra tòa nhà khác với bộ vest chỉnh chu. Che Jon tức giận khi biết tên bắn tỉa đã chạy thoát nên ra lệnh rút quân. Lúc này Bo Be chạy tới hỏi Che Jon có phải trưởng quan Lee bị đột kích, chỉ là kính chắn gió của xe trưởng quan bị vỡ do gạch công trình rơi trúng thôi. Mà cô có biết tung tích của ông Tae Bo ở đâu không? Nhưng lần trước phỏng vấn ông ấy xong tôi đã không gặp lại nữa. Trong khi đó Vian hỏi Michael đã xử lý tên trưởng quan Lee chưa, tôi chỉ cho ông ta lời cảnh cáo thôi. Chúng ta đã cảnh cáo rồi mà, tại sao lại không sớm kết thúc những chuyện ở đây để quay về chứ? Lúc này trưởng quan Lee được hộ tống đến nhà chủ tịch Trang, ở đây chủ tịch Han cũng gọi đội đặc nhiệm đặc biệt đến nhà chủ tịch Trang bảo vệ trưởng quan Lee. Trong nhà ba ông già ngồi bàn bạc kế sách đối phó Choi Kang Ta, nhưng trưởng quan Lee lại không thấy được bộ mặt thật của Kang Ta, nên ông lo lắng muốn làm theo lời anh yêu cầu. Còn Che Jon đứng trên sân thượng nơi tên bắn tỉa đứng, anh nghĩ vốn bắn thành công nhưng sao lại cố tình bắn vào cây thánh giá nhỏ trên xe chứ? Nếu như Bita Ben là Choi Kang Ta thì có thể đoán được mục tiêu tiếp theo rồi. Che Jon ra lệnh đến cục cảnh sát Seoul xin lệnh lục soát. Sau đó anh về gặp bố và hai người bạn của bố. Mọi người không hiểu vì sao Choi Kang Ta lại có được tài liệu bí mật đó. Con nghĩ là do ông Tae Ho đã lén lấy trong két sắt đưa cho Choi Kang Ta. Bây giờ con đang truy tìm tung tích của ông Tae Ho. Lúc này ông Tae Bo ở nhà thì Bo Be về hỏi ông có cần giúp đỡ không vì con có bạn làm ở cục tình báo trung ương. Nhưng ông bảo không cần làm thế. Còn Che Jon đến cục cảnh sát đưa tài liệu về Choi Kang Ta, anh hỏi cảnh sát Seo có biết gì về Bita Ben không. Hình như hắn là tên tội phạm quốc tế nhưng có liên hệ gì với Choi Kang Ta, bởi vì Bita Ben chính là Choi Kang Ta. Cảnh sát Seo cầm hình gia đình bốn người lên xem, Che Jon yêu cầu cô từ bây giờ hãy bảo vệ trưởng quan Lee lợi dụng ông ta để bắt Choi Kang Ta. Bên ngoài nhà chủ tịch Trang được bảo vệ nghiêm ngặt, Michael lén vào quan sát bên trong rồi gọi cho trưởng quan Lee. Ông đã phạm tội thì phải nhận sự trừng phạt, trốn chạy cũng không tránh được tội của ông đâu, chúng ta sẽ sớm gặp lại. Hôm sau mọi người tập trung ở phòng trưởng quan Lee chờ Michael gọi. Cuối cùng Michael cũng gọi trưởng quan Lee, cố tình kéo dài thời gian để cảnh sát tìm vị trí của anh. Khi đó Vian đang canh thời gian để dừng cuộc gọi và thế là cảnh sát đã thất bại. Nhưng Che Jon cho rằng Michael sẽ mắc bẫy mà đến tìm trưởng quan Lee. Ở đây mọi người khuyên anh đừng đi vì biết đó là cái bẫy họ giăng ra. Nhưng Michael vẫn quyết sẽ đi vì nó liên quan đến quá khứ của anh. Sau đó Vian đến gặp chủ tịch Trang hỏi sao cứ để Trang Ho ở phòng tạm giam chứ. Ông không làm được thì tôi sẽ giúp Trang Ho ra rồi bỏ đi. Sau đó Trang Ho được thả ra, anh về nhà quỳ xuống trước mặt bố. Trong khi đó Michael lén xâm nhập vào trong nhà. Trưởng quan Lee được đưa xuống tầng hầm. Michael đi đến đâu xả khói mù đến đó làm cho binh lính bảo vệ chạy tán loạn. Anh xuống tầng hầm nhẹ nhàng hạ gục các cảnh sát. Anh cầm súng bước tới trưởng quan Lee thì cảnh sát Seo đứng phía sau yêu cầu bỏ súng xuống. Nhưng Michael quay lại đẩy nhẹ cô, cảnh sát đã ngã nhào. Cô hãy ở yên đó, tôi không muốn giết cô. Anh bước tới hỏi trưởng quan Lee về di vật cuối cùng mà bố anh để lại. Bỗng cảnh sát vào bao vây Michael. Che Jon bước tới bảo cậu tưởng bố cậu có để lại di vật sao rồi lấy hình ông ra đốt đi.
Michael nhìn ngọn lửa nhỏ kia mà uất hận dâng trào, anh liền chụp bắt trưởng quan Lee làm con tin và một ánh sáng lóe lên Michael đã biến mất. Trên xe Vian hỏi anh không sao chứ. Michael nghĩ đáng ra tôi phải tặng quà cho họ mới đúng, sau đó theo lời Vian, Jenny đã làm một video mà trưởng quan Lee trả lời phỏng vấn của Bobe. Ông nói ra toàn bộ sự thật việc ông và đồng bọn đã giết người vào 25 năm trước. Jenny đề nghị che mặt Bobe lại nhưng Vian không cho. Thế là đĩa CD được gửi đến cho chủ tịch Trang xem. Ông cấp tốc chạy đến nhà chủ tịch Han mở lên cho ông ta xem có cả Chaejon. Chủ tịch Trang yêu cầu phải xử lý ký giả này trước và phải làm sao để trưởng quan Lee không thể mở họp báo. Lúc này trưởng quan Lee đang ở cùng cảnh sát cell, ông có điện thoại yêu cầu vào phòng sách thì điện thoại tắt máy. Sau đó lại có một cuộc gọi nói là Choi Kang-ta bảo ông ra ngoài, nhưng thật sự chính là Chaejon đã mạo danh Kang-ta khi ông ra ngoài cùng cảnh sát cell. Cô vừa quay qua nghe điện thoại thì đã không còn thấy ông nữa, trưởng quan Lee đã lên xe taxi đi. Phía sau xe Jenny cũng đang chạy theo, ông đến nơi theo lời chỉ điểm gọi Kang-ta nhưng người đi ra lại là chủ tịch Trang. Ông ta chất vấn tại sao lại phản bội tôi rồi tới bóp cổ trưởng quan Lee, nhưng trưởng quan Lee vớ được khúc gỗ đánh ông té nhào. Lúc này Trang hô đến tiễn trưởng quan Lee lên đường, Michael và tiến sĩ ngồi trong xe nghe hết mọi động tĩnh, tự nhiên máy nghe lén gặp sự cố không nghe được nữa. Khi đã xử xong trưởng quan Lee Chaejon đi vào bảo hai người họ về tôi sẽ ở đây để xử lý, sau đó anh gọi báo với cấp trên trưởng quan Lee đã bị giết thủ phạm là Bita Ben. Lát sau cảnh sát đã có mặt kiểm tra hiện trường vụ án, cảnh sát cell vô tình tìm thấy được chiếc đồng hồ mà Trang Ho đánh rơi. Ra ngoài Chaejon la cảnh sát cell tại sao lại để xảy ra chuyện này, cô chỉ biết cúi đầu xin lỗi vì đã không bảo vệ tốt trưởng quan Lee. Sau khi giải quyết trưởng quan Lee xong chủ tịch Trang gặp chủ tịch Han, ông tỏ vẻ lo ngại vì con bé phóng viên là bạn gái Chaejon. Nó có bạn gái mà tôi không biết sao nhưng không sao ông hãy xử lý nó đi. Michael ngồi nghe được họ muốn xử lý Bobe, anh hỏi tại sao lại ghép mặt Bobe vào trong này. Vian xin lỗi sếp là em bảo cậu ấy làm đấy. Vian tôi đã nói rồi đừng động đến những người không liên quan đến chúng ta nữa. Michael em chỉ muốn đánh nhanh rồi trở về Mỹ, con bé đó quan trọng hơn cả điều này sao? Anh xem con bé đó quan trọng hơn mối quan hệ của chúng ta sao? Trong khi đó Bobe đến hiện trường gặp Chaejon, anh yêu cầu cô tuyệt đối không được đưa tin về việc phỏng vấn trưởng quan Lee. Bobe không hiểu Chaejon đang nói gì nên bỏ đi. Sau đó Chaejon về gặp bố thì Michael gọi cho Chaejon biết video là ghép. Anh đã xử lý trưởng quan Lee dùm tôi vô cùng cảm ơn vì bàn tay tôi không cần nhuốm máu. Sau đó Chaejon gọi cho cục tình báo được biết đoạn băng là giả. Họ đã ghép mặt và thay đổi giọng nói. Lúc này Vian đang lái xe thì tiến sĩ gọi bảo cô nên quay về vì chuyện Bobe sếp đã giải quyết xong. Nhưng Vian tắt máy các người hãy đợi đi xem có thể bảo vệ con bé đó thế nào. Còn Bobe đang lái xe trên đường thì có xe theo dõi ở phía sau. Ở nhà Chaejon đang lo lắng thì Trang hô về anh bắt cậu ta gọi điện dừng lại. Khi đó Vian giả giọng thư ký trưởng quan Lee gọi cho Bobe dụ cô đến nhà kho. Khi Bobe chạy xe tới gọi điện Vian dụ cô đi vào xe đông lạnh đóng khóa lại rồi lái xe đi. Bobe sợ hãi gọi cho Michael nói mình đang bị nhốt trong xe đông lạnh. Lúc này Chaejon cũng gọi cho Bobe biết cô gặp nguy hiểm. Anh tức giận gọi cho Trang Ho nhưng anh ta khẳng định không phải mình làm. Ở đây Jenny xác định được vị trí chiếc xe đang chạy cho Michael đuổi theo. Chaejon cũng đang chạy theo chiếc xe chở Bobe. Trên xe Bobe vì lạnh quá đã ngất đi. Vian mở cửa xe kiểm tra rồi lạnh lùng đóng lại. Michael chạy tới mở khóa xe bế Bobe ra ngoài. Anh đắp chăn rồi massage cho cơ thể cô ấm lên. Khi cô tỉnh lại không biết đây là đâu anh ôm cô vào lòng trước mặt Chaejon. Lúc sau Chaejon đến hỏi em có sao không, cô nói không sao rồi theo Chaejon đi về, đến nhà mẹ lo lắng la cô lại đi lấy đề tài mới bị như vậy. Chaejon không nói gì cúi chào bà ra về, trên xe Chaejon tự hỏi tại sao Michael là ai mà có thể tìm ra chỗ đó. Về phòng cấp dưới báo cho Chaejon biết đã tìm ra lớp học phụ đạo của cháu gái ông Tebo, anh ra lệnh bắt ông Tebo rồi gọi điện hẹn gặp Michael. Cảm ơn anh đã cứu Bobe của tôi. Tôi cũng nói cho anh biết Bobe là người phụ nữ của tôi kể từ khi gặp lần đầu vào 8 năm trước cho đến bây giờ. Sao anh không nói với Bobe mà lại nói với tôi, quá khứ không thể thay đổi nhưng tương lai sẽ thay đổi theo ý của tôi. Lúc này có người áo đen lén mở cửa xe Michael, anh đi ra phát hiện thì họ tấn công anh, nhưng họ không phải là đối thủ của Michael nên phải bỏ chạy. Hôm sau cảnh sát cell đưa ra chiếc đồng hồ có lắp đặt thiết bị GPS và thiết bị nghe lén nhặt được ở hiện trường, nhưng lại chưa xác định được dấu vân tay trên nó. Lúc này Trang Ho gọi cho Chaejon hỏi về chiếc đồng hồ đã làm rơi, thế là Chaejon lén vào nhà xác lấy dấu vân tay trưởng quan Lee. Sau đó anh lén vào phòng kiểm định in dấu vân tay của trưởng quan Lee lên chiếc đồng hồ, khi anh vừa đi ra thì cảnh sát cell nhìn thấy. Hôm sau Chaejon mở họp báo nói Bita Ben chính là người đã giết trưởng quan Lee. Michael cũng xem TV thì tiến sĩ cùng Vian vào báo bên ngoài đang thực hiện lệnh giới nghiêm. Không cần phải sợ người phải sợ là bọn chúng, cuối cùng tôi sẽ vạch trần sự thật để rửa oan cho mình. Còn Chaejon đến gặp Trang Ho hỏi chiếc đồng hồ đó ở đâu cậu có vậy? Chính Vian đã tặng tôi đó. Chaejon nghe vậy liền đến gặp Vian,
hỏi về chiếc đồng hồ cô tặng cho Trang Ho tại sao lại lắp GPS và thiết bị nghe lén. Nhưng Vi An bảo chiếc đồng hồ đó là do người khác tặng cho tôi và bắt tôi phải tặng cho Trang Ho, trong khi đó cảnh sát tới nhà bắt ông Tae Bo đi. Che Jon vào phòng tức giận hỏi ông đã đưa cho ai tài liệu ông đánh cắp trong két, nhưng ông bảo không có đưa gì cho ai hết. Thế là Che Jon nhắc đến cháu gái ông để cố tình uy hiếp, ông la hét đập đầu xuống bàn thì cảnh sát Seo chạy vào cho người đưa ông Tae Bo ra. Anh nói đề nghị báo cáo tình hình mà lại ép lấy lời khai như thế à. Lúc này Michael cùng Trang Ni làm việc với công ty bên Nhật để tìm nguồn đầu tư. Nhưng với điều kiện nếu Michael đứng ra làm họ sẽ đầu tư 30 tỷ yên, Trang Ni nghe vậy rất vui. Còn Trang Ho cũng gặp Vi An, cô giả vờ khóc lóc vì bị ép buộc tặng chiếc đồng hồ cho anh. Trong khi đó Bo Be đến phòng cảnh sát hỏi về ông Tae Bo thì Che Jon vào bảo cô ra ngoài, cô cho anh biết ông Tae Bo ở nhà mình. Sao trước đây em nói không biết họ ở đâu, em xin lỗi nhưng anh đã bắt nhầm người rồi. Thế là Bo Be vào hỏi ông Tae Bo gặp Bita Ben bao giờ chưa, nhưng ông khẳng định chưa gặp lần nào. Về nhà mẹ hỏi con đã gặp ông Tae Bo chưa, rồi mẹ à ông bị bắt về vụ mở két sắt của tập đoàn Chunmi. Bà nghe nói tập đoàn Chunmi nên hết hồn buôn giỏ đồ xuống. Chủ tịch Trang là một người giàu có nhưng con trai lớn ông ta lại là một tay xã hội đen. Trong khi đó ông Tae Bo đang ngồi ngủ thì Che Jon đổ nước lên đầu ông. Tôi hỏi ông tại sao lại bảo vệ Bita Ben. Nhưng ông vẫn nói không biết làm Che Jon vô cùng tức giận ấn cổ ông. Cấp dưới chạy vào can anh ra rồi đưa thư Bita Ben gửi. Bên trong là hình và một cuộc hẹn với điều kiện thả ông Tae Bo ra. Thế là cảnh sát Seo điều động toàn bộ cảnh sát mai phục sẵn. Ở đây Che Jon cũng đã chuẩn bị nạp đạn vào súng, Michael cũng chuẩn bị mặc áo chống đạn và miếng dán thay đổi giọng nói. Đến điểm hẹn cảnh sát bố trí nghiêm ngặt, trên xe tiến sĩ và Jenny cũng đang theo dõi tình hình bên ngoài. Lúc sau Jenny giả làm người giao hàng đến hỏi Che Jon có phải đặt sườn bò, nhưng Che Jon nói không phải thì Jenny nghe điện thoại và đưa cho Che Jon nghe. Sau đó Jenny lên xe chạy đi, Michael cho Che Jon biết chiếc điện thoại sẽ phát nổ. Thế là anh ta liền ném chiếc điện thoại ra xa thì đúng như Michael đã nói nó nổ tang tành. Bên trong xe tiến sĩ nhấn nút bom nổ liên tục khói bay mịt mù. Michael chạy mô tô xông đến trước mặt Che Jon. Bên trong chiếc đĩa này là tất cả những gì anh làm kể cả việc tiêu hủy chứng cứ. Chúng ta hãy tiến hành một cuộc thương lượng. Thế là Che Jon đành gọi điện ra lệnh thả ông Tae Bo ngay lập tức. Anh ta vừa cầm đĩa CD thì lập tức nhắm súng bắn vào Michael, nhưng Michael đã tránh kịp. Che Jon dùng còng số 8 để cố gắng bắt được anh, nhưng thật không may Michael đã còng Che Jon vào hàng rào rồi lên xe phóng đi. Che Jon nhìn theo tức giận la hét inh tỏi. Lúc này hai ông già ngồi ở nhà chờ tin tức thì được tin đã thất bại. Thế là hai ông già dặn dò nhau phải cẩn thận vì Bita Ben vẫn còn ở đâu đó. Michael ngồi nghe chủ tịch Han nói tôi lúc nào cũng chào đón tiểu tử đó. Anh cười bảo chính ông nói sẽ hoan nghênh tôi đó nhé. Còn ông Tae Bo về nhà hai ông cháu ôm nhau khóc ngất. Bo Be cứ nghĩ là Che Jon có lòng tốt thả ông ra nên đến gặp anh cảm ơn. Che Jon nắm tay Bo Be đề nghị hai chúng ta bắt đầu lại. Nhưng Bo Be rút tay lại từ chối vì chúng ta đã kết thúc lâu rồi. Đối với anh thì chưa bao giờ kết thúc vì em anh mới quay trở lại. Sáng hôm sau ông Tae Bo nói với Bo Be muốn gặp người đã cứu ông và cháu gái. Thế là cô gọi cho Michael bảo có việc muốn nói. Lát sau anh đã có mặt ở nhà cô. Bo Be bảo anh đi với mình vì có người đang chờ. Lúc này tên cảnh sát viên cũng lén chụp hình họ. Cô dắt Michael vào nhà gặp ông Tae Bo. Ông hỏi có phải anh đã giết trưởng quan Lee, nhưng Michael cho ông biết không phải mình làm. Khi tiễn Michael ra xe Bo Be có điện thoại nên quá giang xe anh cùng đi. Bên này Che Jon xem hình chụp Michael và Bo Be đi cùng nhau. Hôm sau tới lễ khánh thành đảo Bi Che Jon cũng có mặt. Michael khoát tay Trang Ni tình cảm bên nhau còn Vi An đi cùng Trang Ho. Michael đứng ra phát biểu về niềm tự hào khi tập đoàn Castle có thể thiết kế ra nó. Che Jon cảm thấy đảo Bi rất đẹp hy vọng tập đoàn Castle có thể thành công. Sau đó Michael trở về căn cứ tiến sĩ bảo nhà Han Tan So không có một kẻ hở nào cả. Lúc này Vi An vào Michael bảo ngày mai sẽ đi bắt Han Tan So. Sau đó Vi An đến đồn cảnh sát nói Bita Ben tặng một bó hoa. Che Jon cho biết bên trong có thiết bị nghe lén và một quả bom hẹn giờ. Anh ta biết tôi quen với anh nên bắt tôi làm như thế và nói tối nay sẽ đột nhập vào nhà chủ tịch Trang nữa. Thế là Che Jon bảo cảnh sát Seo từ bây giờ hãy bảo vệ Vi An. Về nhà Che Jon nói cho bố biết việc đó. Ông ra lệnh đem hết tất cả đội bảo vệ của ta đến nhà chủ tịch Trang lần này quyết không cho hắn thoát. Jenny ở trong xe theo dõi nhà Han Tan So thì thấy đội bảo vệ của ông ta lên xe đi hết chỉ còn một cô gái. Lúc này Michael cũng chuẩn bị trang phục đến nhà Han Tan So. Còn ở nhà chủ tịch Trang cảnh sát và bảo vệ bao vây kín mít để chờ Bita Ben đến. Vi An cũng được đưa đến đây ngồi cùng chủ tịch Trang. Trong khi đó Michael lại xuất hiện tại nhà Han Tan So đối đầu với cô vệ sĩ của ông ta. Bên trong Han Tan So nhìn thấy vệ sĩ bị hạ gục ông ta liền thủ sẵn một con dao. Ông nhấn nút trên xe lăn gọi cho con trai, Michael nhảy xuống trước mặt ông ta. Mày là con trai của Choi Hae-jon, bên này Che Jon nghe bố nói nên bảo bố nên kéo dài thời gian con sẽ quay về ngay.
Han Tan Soo, 25 năm trước ông cùng bạn ông đã làm những gì hả? Vậy hôm nay cậu đến đây làm gì? Tôi muốn ông phải công khai những việc làm xấu trước đây để rửa oan cho Choi Hae-jeon và hiến toàn bộ tài sản của ông cho xã hội. Nếu ông không làm thế, tôi sẽ công khai bí mật của con trai ông. Chae-jeon trên xe nghe vô cùng tức giận. Ở đây Jenny cũng đang theo dõi tình hình và báo sếp hãy mau ra ngoài vì không còn thời gian. Michael cho ông ta 24 tiếng đồng hồ để công khai mọi chuyện. Anh vừa quay đi thì ông ta cố tình chạy tới tấn công anh, nhưng chỉ một cái nhẹ anh đã đẩy ông ngã khỏi xe lăn. Ông ta còn giả vờ hứa ngày mai sẽ mở hợp báo công khai tất cả, nhưng một lần nữa anh quay đi hắn liền đứng lên đâm vào vai anh một phát. Tức giận anh định cho hắn về gặp tổ tiên thì hắn hỏi cậu không muốn biết về em gái cậu sao? Jenny bên ngoài gọi sếp hãy đi ngay vì bọn chúng tới cửa rồi. Nhưng Michael chần chừ vì muốn biết tin em gái. Khi cảnh sát vừa tiến vào trong thì Michael liền chạy đi và thế là anh đã thoát. Về phòng Vi An khâu lại vết thương cho anh, Michael bảo ông ta không hề bị liệt nữa, người chắc là có lý do ông ta mới làm như thế. Trong khi đó, Jenny cũng xem lại báo của 15 năm trước nói về Han Tan Soo vì cứu một binh sĩ dẫm phải mìn nên bị liệt nửa người. Sếp nói hai chân Han Tan Soo vẫn lành lặn, thế là tiến sĩ nói cho sếp biết sau vụ đó sư đoàn trưởng Han Tan Soo được trao huân chương và trở thành anh hùng. Nhưng lúc đó ông ta đang bị điều tra về việc lạm dụng công quỹ, việc được phong tặng làm anh hùng của ông ta đã che đi vụ lạm dụng công quỹ. Nhưng ông ta nói em gái tôi vẫn còn sống, lúc này anh nhớ lại vụ hỏa hoạn năm đó. Hôm sau Chae-jeon đến gặp Vi An để nhờ cô giúp bắt Bi Ta-ben, với điều kiện là cục tình báo các anh phải dừng điều tra về công ty cát thổ của chúng tôi. Bên ngoài cảnh sát Seo đang dùng thiết bị dò tìm giả soát, bất ngờ Michael đi vào chào cô bỗng loạng choạng ngã xuống, may nhờ anh đỡ giúp. Cảm ơn anh, tôi là cảnh sát Seo Tae-soo, tôi đang thi hành nhiệm vụ, lần sau cô nên cẩn thận chút nhé. Nhưng vai trái của anh bị thương rồi, tôi bị thương trong lúc chơi tennis. Sau đó anh đi vào gặp Chae-jeon và Vi An, anh ta hỏi Michael vì sao Bi Ta-ben lại lợi dụng Vi An. Ai mà biết được mục đích anh ta muốn gì chứ? Ra ngoài cảnh sát Seo thắc mắc với Chae-jeon vì sao vai trái của Michael lại bị thương. Anh ta nói do đánh tennis nhưng anh ta lại thuận tay phải, sao có thể bị thương vai trái. Còn Bo-be đang ở quán cà phê thì Michael đến. Vì sao cô lại không từ bỏ việc điều tra tập đoàn Chunmi? Bởi vì tôi muốn công khai sự thật cho thiên hạ biết mà thôi. Tất cả là vì tiền và quyền lực đã thao túng mọi thứ. Trong khi đó Trang Ho đến nhà Bo-be đập phá. Ông Tae-bo tức giận chạy ra cắn vào tai Trang Ho bắt họ ra ngoài. Còn Michael đi ăn xiên que ngoài đường cùng Bae-bo thì ở nhà gọi nên cô vội chạy về. Mẹ ơi con xin lỗi, con không nghĩ họ lại đến nhà mình. Bà khuyên con gái đừng dính vào tập đoàn Chunmi nữa. Ở đây Chae-jeon tức giận gọi cho Trang Ho cảnh cáo không được động đến người nhà Bo-be. Sau đó anh gặp Bo-be. Cô thắc mắc vì sao tên Bi Ta-ben lại hại chủ tịch Kang và trưởng quan Lee chứ. Sẽ có kết quả nhanh thôi, khi hắn khai ra anh sẽ cho em biết. Bỗng Michael khoác tay Trang Ni đi vào. Bốn người gặp nhau, Trang Ni hỏi vì sao cô lại viết bài bịa đặt về tập đoàn Chunmi. Rồi trách Chae-jeon sao không để ý người của mình. Chae-jeon nắm tay Bo-be bảo vì anh bận lo bắt Bi Ta-ben. Rồi anh ta đứng lên vào nhà vệ sinh nhưng lại đặt tay lên vai trái Michael, cố tình ấn mạnh để xem phản ứng của anh. Tuy đau nhưng anh vẫn cố chịu đựng. Sau đó Chae-jeon vào nhà vệ sinh ra lệnh khi anh đi ra tấn công vào vai trái của anh. Michael vừa ra khỏi xe thì có người tới tấn công. Tuy bị thương nhưng làm sao hắn có thể là đối thủ của Michael, chỉ một vài chiêu nhẹ nhàng hắn đã phải bỏ chạy. Michael về căn cứ hỏi đã chuẩn bị tin tức đăng báo ngày mai chưa, rồi thưa sếp ngày mai báo chí sẽ đăng tin do chúng ta cung cấp. Hôm sau chủ tịch Trang tức giận vì sao ba tờ báo lớn đều đưa tin về việc rửa tiền của tập đoàn Chunmi, bỗng thư ký chạy vào báo mọi người đang bán tháo cổ phiếu của công ty. Trang Ni cũng bị phóng viên quay quanh chụp hình. Lúc này Vi An cũng cho Trang Ho biết lần hợp tác này của tập đoàn Chunmi với cát thổ sẽ bị hủy. Anh ta lo lắng hỏi vậy số tiền chúng tôi đã đầu tư 200 tỷ won có thu hồi được không? Anh không đọc hợp đồng sao? Hãy bắt đầu lại cuộc đời mới nhé. Trong khi đó ở nhà mẹ Bo-be xem tin tức nói về tập đoàn Chunmi, bà lo lắng nghĩ là do Bo-be gây ra nên phải ngăn lại mới được. Bà đến gặp chủ tịch Trang xin ông đừng ra tay với Bo-be bởi vì con bé là con gái của ông. Vi An đang ở căn cứ một mình cũng nghe được câu chuyện này. Ông tức giận bảo chính con gái của bà đã làm hại công ty tôi sắp phá sản, không lẽ hai mẹ con bà muốn trả thù tôi. Sau đó chủ tịch Trang đến gặp chủ tịch Han nói về Han Soja, 27 năm trước cô ta nói có thai nên tôi đã đưa tiền cho cô ấy đi bỏ. Ai ngờ bây giờ cô ta quay lại nói con bé phóng viên đó là con gái tôi và bảo tôi đừng ra tay với nó. Còn ở đây Vi An thay băng cho Michael. Cô hỏi anh có yêu em không vì em muốn làm bạn gái anh, giờ thứ tôi cần không phải là một người phụ nữ mà là trả thù. Vậy thì ngoài Trang Ho và Trang Ni, chủ tịch Trang còn có một người con gái nữa, đó là Bo-be. Về căn cứ Michael nghe lại những gì mà mẹ Bo-be nói với chủ tịch Trang, anh chỉ biết đứng hình. Tiến sĩ hỏi sếp có cần đưa Bo-be vào nhóm người cần giải quyết không, nhưng Michael chỉ biết im lặng không nói được gì. Lúc sau anh bảo không được ra tay với Bo-be, đây là mệnh lệnh. Vi An ngồi trong xe nhớ lại khoảng thời gian đã trải qua ở Hàn Quốc.
Trái tim của anh đã có hình bóng của Bo Be, thế là cô quyết định đội mưa đến nhà Chaejon. Cô đã phản bội Michael, nói cho Chaejon hết tất cả bí mật của căn cứ. Vian lái xe ra về nghĩ tất cả là do anh đó, Michael là tự anh gây ra. Chaejon nghĩ thì ra là Michael, mày cứ ở đó chờ tao tới bắt sống nhé. Vian về căn cứ bảo ngày mai là kết thúc rồi nhưng tâm tôi lại thấy không yên. Sáng hôm sau, Chaejon đến sở yêu cầu tập trung lực lượng chuẩn bị chiến đấu. Anh đưa người đến tập đoàn Chunmi giả soát ra hết tất cả máy quay và máy nghe lén. Sau đó Chaejon cho mọi người biết Michael chính là Beta Ben và cũng là Choi Kang-ta, vậy thì con hãy chính tay xử hắn, đừng để nó thành hiểm họa. Còn Michael đang massage chân thư giãn cùng Chang-ni, cô thắc mắc vì sao tài liệu mật của công ty làm thế nào mà báo chí tìm ra được. Thế là anh cho nhân viên ra ngoài rồi massage chân cho cô, Chang-ni đến bên ôm anh cảm thấy thật hạnh phúc. Sau đó hai người ra về thì Chang-ni có điện thoại gọi cô về gấp, đến nhà bố cho cô biết Michael chính là Beta Ben. Anh trai còn tịch thu điện thoại và kéo cô về phòng, còn Michael đến gặp Bo Be rủ cô ra ngoài chơi. Anh kể cô nghe lúc 7 tuổi đã được bố mẹ người Mỹ nhận nuôi, nhưng không lúc nào không nghĩ đến việc trở về Hàn Quốc. Còn tôi không biết bố hình dạng thế nào, tôi chỉ biết ông đã qua đời rồi. Anh không nói gì nắm tay Bo Be, cô cười mời anh cùng về nhà ăn bữa cơm gia đình. Tuy nhiên lúc này Chaejon đến gặp Vian, ngày mai cô đeo cái này cho Michael, trong khi đó anh đang vui vẻ ăn cùng mọi người ở nhà Bo Be. Ra về Michael hôn lên trán Bo Be rồi lên xe đi. Bỗng Chaejon ra gọi bảo em từ chối anh là vì anh ta sao, người đó không giống như những gì em thấy đâu. Nhưng Bo Be xin lỗi rồi bỏ vào nhà. Anh về nhà nhớ lại bữa cơm vừa rồi, anh cười gọi điện cho Bo Be chỉ để nghe giọng của cô. Thế là Bo Be hẹn anh mai sẽ gặp. Hôm sau Michael mặc đồ thì Vian vào, em tặng anh cái này nhất định anh phải đeo đấy. Bởi vì đây là em vì anh mà chuẩn bị, sau này em không thể tặng anh như thế này được nữa đâu. Vian, cô đã giải quyết rất tốt vụ đảo bi rồi bỏ đi. Lúc này tiến sĩ xem hình người bạn ở Mỹ, Jenny hỏi ông có nghĩ là sẽ gặp lại người nhà ở Mỹ không? Thì Michael cùng Vian đi ra, bất ngờ anh nghe Trang Ho nói sẽ đi bắt cô phóng viên và thả xuống dòng sông, nhưng anh không biết đây chính là cái bẫy mà Chaejon vạch sẵn để lừa anh. Nghe vậy Michael liền chạy đi tìm Bo Be, Jenny cũng chạy theo. Vian ở nhà buồn bã uống rượu quấn dây làm tay mình chảy máu mà không hay. Cô gọi cho Chaejon báo rằng Michael đã xuất phát, anh ta liền nhấn nút thì Jenny ở trong xe bị nhiễu sóng làm đau cả tai. Vệ tinh theo dõi sếp cũng biến mất và không liên lạc được với anh. Jenny báo về căn cứ tiến sĩ cũng bị mất vệ tinh của sếp. Bên ngoài, cảnh sát SEAL cùng lực lượng đột nhập vào căn cứ bí mật. Tiến sĩ phát hiện ra nên ông nhấn nút phá hủy hết toàn bộ hệ thống. Jenny không liên lạc được với tiến sĩ vô cùng lo lắng. Ở đây tiến sĩ nhìn lại nơi này lần cuối rồi nhấn nút xả khói mù. Cảnh sát đã bắn rất nhiều phát vào người làm ông gục ngã. Vậy là tiến sĩ đã không thể trở về Mỹ được nữa rồi. Còn ở đây Michael cũng đang gặp nguy hiểm. Họ tìm một người giả làm Bo Be treo lên cầu để dụ anh. Khi anh đeo mặt nạ bước xuống đến gần Trang Hô đánh một phát, hắn liền bỏ chạy. Anh tới cởi trói thì phát hiện đó không phải Bo Be. Bỗng bên kia Chaejon gọi Choi Kang-ta, anh quay lại nên đã bị cô ta chém phăng mặt nạ xuống. Và sau đó là rất nhiều tiếng súng, anh đã bị trúng đạn. Mặc dù vậy nhưng khi Michael nhìn thấy Vian ở đó cùng họ, anh hiểu được căn cứ đã xảy ra chuyện và cô đã phản bội anh. Cuối cùng anh quyết định tẩu thoát bằng cách nhảy xuống dòng sông Hàn. Bo Be đang làm việc mà cảm thấy lo lắng, không hiểu sao anh không nghe máy. Cảnh sát được điều động đến để tìm xác anh. Phóng viên cũng có mặt để đưa tin vụ việc. Chaejon ra lệnh dù có phải tát cạn nước trong hồ cũng phải tìm cho ra xác. Đừng có cho là hắn ta đã chết bởi vì hắn là Beta Ben đấy. Lúc này Vian gọi cho Chaejon yêu cầu anh hãy thực hiện lời hứa. Đó chính là vụ việc lần này không liên quan đến tập đoàn Castle, còn Michael có việc nên phải về Mỹ gấp. Cô nhớ lại cái ngày được Michael cứu ra từ bọn bắt cóc. Lần đầu tiên gặp anh nói mình tên Beta Ben, Vian nước mắt tuôn trào nói xin lỗi Michael. Chaejon cũng mở họp báo nói về vụ đã tiêu diệt được Beta Ben tại cầu sông Hàn. Bo Be đứng nghe tin tức Chaejon nói cô nghĩ Beta Ben chết rồi sao. Còn hai ông già gặp nhau bắt tay mừng vì đã tiêu diệt được mối đe dọa bấy lâu. Trang đi ở trong phòng uống rượu nghe tin tức mà cảm thấy đau lòng. Trong khi đó nghe tin tức Beta Ben chính là Choi Kang-ta, bố cảnh sát SEAL nhớ lại cái ngày ông nhảy vào biển lửa rồi run rẩy xem hình con gái. Còn Vian trở về căn cứ bí mật thì Chaejon đến. Thuộc hạ của hắn có bao nhiêu người, tại sao tại hiện trường chỉ có một người? Vì Michael không còn nên anh không cần tìm người của anh ta. Cái đó sẽ do tôi quyết định, nhổ cỏ phải nhổ tận gốc. Tôi đã đưa Michael cho anh không phải vì tôi sợ anh mà là vì lợi dụng anh. Chaejon tức giận chỉa súng vào cô. Anh không sợ hậu quả sao? Nếu trong vòng 24 giờ tôi không liên lạc với Castle, sẽ có một tài liệu được tung ra bao gồm tất cả những việc làm của anh và những người liên quan. Chaejon đành buông súng xuống. Sau đó cô đến nhìn mặt tiến sĩ lần cuối, đừng tha thứ cho tôi. Còn Bo Be đến gặp Chaejon hỏi khi nào anh công khai Beta Ben thế. Chaejon cho cô biết Beta Ben chính là Choi Kang-ta và còn có một tên khác là Michael. Bo Be cảm thấy vô cùng sốc, cô lặng lẽ ra về mà lòng nặng trĩu.
Cô nhớ lại cái ngày mà anh cứu mình trên biển, cô không thể chấp nhận sự thật như thế. Chae-jon thấy vậy chạy tới đỡ cô đi về. Còn ở đây ông Tae-bo đang ở nhà thì nghe tiếng động lạ. Ông ra cửa thì Michael đi vào trên người đầy vết thương. Ông dìu anh vào phòng mình lo lắng bảo anh nên đi bệnh viện. Nhưng Michael đau đớn bảo không cần đâu và còn xin ông đừng nói cho Bo-be biết. Bên ngoài Chae-jon cũng đưa Bo-be về đến. Vào phòng cô nằm trên giường buồn bã. Lúc này cháu ông về nên ông nhờ đi mua dùng ít thuốc sát trùng. Chae-jon liền hỏi mua thuốc sát trùng để làm gì thì mẹ Bo-be về tới bà vào nhà gặp Bo-be. Chae-jon định về thì nghe tiếng Bo-be khóc nên anh quay lại vào trong. Anh nói cho mẹ cô biết Bita Ben chính là Michael. Bà nghe không biết nói gì chỉ biết ôm con gái an ủi. Bên ngoài ông Tae-bo thấy Chae-jon cứ ở đây nên tranh thủ đưa Michael ra ngoài. Chae-jon bên trong nghe tiếng động nên ra xem thử. Anh còn vào phòng ông Tae-bo kiểm tra thấy có miếng giấy dính máu. Chae-jon nghi ngờ liền đi ra tìm kiếm nhưng may mắn Michael đã cùng ông Tae-bo lên taxi đi. Sau đó Chae-jon đến nhà chủ tịch Trang có bố ở đây. Mọi người đang nói về việc đã giết Michael thì Trang đi ra làm ầm ĩ. Cô đau khổ bảo các người phải trả Michael cho tôi bởi vì tôi rất yêu anh ấy. Trong khi đó Michael tự lấy đạn bị trúng ở vai ra. Ông Tae-bo thắc mắc vì sao cậu bị thương mà vẫn có thể sống sót khi nhảy xuống sông. Lúc này anh nhớ lại tiến sĩ đã mặc cho anh một chiếc áo chống đạn và một bình dưỡng khí có thể ở trong nước 15 phút mà không cần đến oxy. Nhờ vậy mà tôi mới có thể sống sót. Tôi còn có nhiều việc phải làm nên không thể chết được. Tên thật của tôi là Choi Kang-ta. 25 năm trước, bốn người họ đã giết bố mẹ và cả em gái tôi nữa. Họ đã nhấn chìm gia đình tôi trong biển lửa. Sáng hôm sau, ông Tae-bo đã đem thức ăn đến cho anh. Ông hỏi anh có thể cho Bo-be biết được không? Nhưng anh không cho vì sợ Bo-be sẽ gặp nguy hiểm. Tôi thấy con bé cứ khóc suốt, có lẽ nó rất yêu cậu. Tôi không thể yêu được bởi vì người tôi yêu sẽ gặp nguy hiểm. Lúc này Seo Tae-so về nhà cô ngồi xem ảnh mình. Bố tò mò hỏi con gái về Bita Ben. Nghe cô nói trước đây bố anh ta cũng làm cảnh sát. Còn ông Tae-bo nhìn Bo-be cứ ngồi khóc như thế, ông không đành lòng nên bảo cô đi cùng. Ông dắt Bo-be đến gặp Michael. Cô đứng hình nhìn anh hồi lâu rồi chạy tới ôm anh. Anh đẩy cô ra, tôi không phải là Michael. Tôi là Bita Ben, Michael đã chết rồi. Cô hãy mau về đi, tôi không muốn cô xuất hiện trước mặt tôi. Bo-be đau lòng chạy đi rồi ngồi bên đường khóc nức nở. Hôm sau Bo-be đang nói chuyện với ông Tae-bo thì Chae-jon đến. Anh đưa cô đến quán ăn cháo nhưng Bo-be buồn bã hỏi anh đã tìm ra Bita Ben chưa. Hiện tại chưa nhưng anh không hiểu vì sao em lại rơi nước mắt vì một người như hắn. Bo-be không nói gì múc cháo ăn. Sau đó cô lang thang một mình ngồi nhớ lại ngày đầu gặp anh ở Hawaii, rồi những lần cô gặp nạn anh đều đến kịp lúc để cứu, thế là Bo-be chạy đến gặp anh. Nhưng khi cô chạy đến mở cửa ra thì Chae-jon bịt miệng cô lại, anh đẩy cô ra ngoài một mình lên trên. Bo-be vội vã chạy thang bộ lên, trong đầu cô tưởng tượng ra cảnh hai người họ đấu súng nhau, may thay khi cô đến nơi chỉ thấy có mình Chae-jon. Cô tức giận hỏi tại sao anh theo dõi em, bởi vì anh muốn bảo vệ em. Anh đừng bao giờ lấy danh nghĩa bảo vệ để theo dõi em rồi bỏ đi. Khi đó Michael đang tập leo tường mà trong đầu không khỏi nghĩ tới Vian, còn Chae-jon về đồn ra lệnh theo dõi Bo-be 24/24. Lúc này Bo-be cùng ông Tae-bo lên xe đi, Michael đi tập về đứng bên ngoài công trình quan sát thấy có cảnh sát theo dõi nên anh đã rời đi. Bo-be cũng chạy tới đây tìm mà không thấy ai hết, bỗng cô nhận cuộc gọi Michael nói đừng tìm anh nữa sẽ rất nguy hiểm. Anh về lại nơi cũ, cảnh tượng của 25 năm trước hiện về. Tiếng khóc la xé lòng trong biển lửa không thể nào quên được. Và đứa em gái không biết sống chết thế nào. Còn Vian đang làm việc thì thư ký gọi báo có tổng công ty bên Mỹ gọi. Nhưng khi cô bắt máy thì không thấy ai trả lời. Thế là cô hỏi thư ký vừa rồi ai gọi thì được biết là giám đốc Michael bên tổng công ty gọi. Sau đó Chae-jon đến bảo vẫn chưa tìm thấy thi thể hắn, không biết tại sao. Nếu Michael còn sống nhất định sẽ đến lấy mạng tôi. Bởi vì anh ấy không tha thứ cho những hành động như vậy, tôi đến Bo-be vừa đi về thì Vian gọi hẹn gặp. Tôi và Michael đã hợp tác với nhau 15 năm. Tập đoàn toàn cầu Bita Ben đến Hàn Quốc không chỉ để làm ăn mà là để báo thù. Khi tôi biết anh ấy là Bita Ben, tôi đã mật báo với Chae-jon bên cục tình báo. Tôi làm vậy chỉ vì muốn tốt cho anh ấy mà thôi. Nếu như Michael có liên lạc với cô thì cô hãy nói lại với Chae-jon ấy. Hôm sau Bo-be ngồi nhớ lại những gì Vian nói thì có bà cô đến đưa tấm thiệp chúc mừng sinh nhật. Bo-be mở ra xem thì phát hiện của Michael. Bất ngờ Chae-jon đến thấy anh, cô bối rối làm rơi tấm thiệp. Chae-jon nhặt lên trả lại rồi bảo cô đi cùng mình. Michael cũng đứng bên ngoài nhìn thấy họ lên xe đi. Về nhà anh mời cô một bữa ăn rất thịnh soạn và kèm theo một món quà mừng sinh nhật. Cô mở ra là một vòng cổ rất đẹp nhưng Bo-be từ chối nhận nó. Anh biết em rất thích Michael nhưng hắn ta là kẻ giết người. Nếu như hắn còn sống anh nhất định sẽ bắt hắn và giết hắn bởi vì như thế sẽ tốt với em. Nhưng Bo-be không nói gì chỉ biết ngồi khóc. Hôm sau cô lên xe thì nghe tiếng Michael gọi nhưng anh bảo cô đừng nhìn ra sau, hãy chạy tới chỗ rửa xe bên trái. Cảnh sát cũng theo dõi cô ở phía sau. Bo-be chạy vào chỗ rửa xe thì Michael thay tay lái xe chạy đi.
Khi cảnh sát nhìn vào đã không thấy xe cô đâu nữa, ra ngoài anh tặng cô một cây bút nhân ngày sinh nhật. Michael, em thật sự rất mơ hồ về anh, em không biết anh là người như thế nào. Michael nắm tay cô, nếu như em yêu cầu anh sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt em nữa. Michael, em tin anh là người không thể ra tay giết người mà không có lý do. Anh không nói gì, ôm cô vào lòng. Lúc này Che John đang ở phòng thì cấp dưới vào báo đã mất dấu Bo Be. Anh gọi điện cho cô thì không liên lạc được. Che John tức giận đấm một phát vào cấp dưới. Đến tối anh gọi nhưng điện thoại cô vẫn không liên lạc được. Che John vô cùng tức giận. Hôm sau ở đồn cảnh sát cho biết chiếc áo chống đạn này được tìm thấy ở sông Hàn. Che John nhớ lại khuôn mặt của Michael khi bị trúng đạn. Anh liền cho triệu tập đội vì Beta Ben vẫn còn sống. Trong khi đó cảnh sát Seo đang ở nhà với bố thì nhận điện thoại báo Beta Ben vẫn còn sống. Thế là cô vội vàng trở về làm việc, bố cô thấy vô cùng lo lắng. Còn hai ông già hay tin lo sốt vó. Tất cả là do trước đây thuộc hạ của ông không giải quyết tốt sự việc. Lúc này, chủ tịch Han nhớ lại cái ngày bốn người họ cùng nhau thiêu rụi căn nhà, còn có một người nữa. Tên đó đã bị thủ tiêu xe hắn bóc cháy nhưng lại không tìm thấy thi thể. Như vậy có thể hắn vẫn còn sống, chúng ta phải tìm hắn. Về lại đồn cảnh sát Seo cứ xem đi xem lại hình gia đình Choi Kang Ta. Còn Changni đang uống rượu say thì có mấy kẻ lạ mặt dắt cô đi. Michael đến đánh cho bọn chúng tơi tả rồi bế cô lên xe. Ngay lúc này vệ sĩ của cô cũng vừa chạy tới. Sau đó Michael gọi cho Che John hẹn gặp nhưng yêu cầu phải đi một mình, nếu không bố anh sẽ bị tước quyền. Che John về nhà gặp bố hỏi có bí mật gì con không biết sao. Ông đứng lên lấy ra một khẩu súng và một viên đạn đã tẩm thuốc. Con hãy lấy cái này, chỉ cần trúng một viên 30 giây sau thuốc sẽ ngắm vào toàn thân, không có thuốc chữa. Sau khi con giết được hắn ta sẽ nói cho con biết bí mật chân ta. Che John lái xe đến sông Hàn theo lời chỉ điểm của Michael. Sau đó anh lên cano đến gặp Michael. Che John chĩa súng vào Michael nhưng anh yêu cầu Che John bỏ súng xuống. Nếu không tôi sẽ nhấn nút dưới chân anh sẽ nổ đấy. Thế là hai người cùng bỏ xuống. Che John hỏi mày muốn gặp tao để làm gì rồi đột ngột tấn công anh. Hai người đàn ông đánh tay đôi với nhau nhưng Che John làm sao có thể đấu lại Michael. Anh ta yếu thế liền chụp súng bắn thì đã bị Michael đá một phát, khẩu súng văng ra xa. Che John bị Michael đánh tơi tả, đầu óc quay cuồng không thể đứng lên nổi. Che John, ngươi mở họp báo sớm quá đó, giờ không lẽ ngươi về nói với mọi người bị kẻ đã chết đánh bị thương. Nhưng Che John không còn sức để làm gì được và ngất đi. Về căn cứ mới, Chenny đang theo dõi Macau là tội phạm quốc tế có liên quan đến hội tam hợp ở Hồng Kông. Ông Tebo đến gặp họ đưa hình Che John bên cục tình báo sẽ đến giao dịch ma túy. Lúc này Michael cãi trang thành Che John đến chĩa súng vào Chenny làm cậu hết hồn. Thế nào, đây là món quà cuối cùng của tiến sĩ để lại cho ta, xếp giống như này thì chính Che John cũng nhìn không ra. Sau đó hai người đến địa điểm giao dịch có ông Tebo đang đợi. Ông Tebo mở vali tiền cho bọn chúng và hẹn hai ngày sau sẽ thực hiện giao dịch rồi lên xe đi. Họ nhìn theo nghi ngờ đây là một cái bẫy, nếu vậy thì ta sẽ làm sẵn cái bẫy khác đợi hắn. Trên xe anh tháo mặt nạ ra cười. Ở nhà bố Che John gọi cho anh Hoài mà không được, chủ tịch Trang và con trai cũng chạy tới lo lắng không biết Che John thế nào. Đến ngày giao dịch, Chenny cùng ông Tebo đến giao vali tiền, bọn chúng cũng đưa ra một vali ma túy. Bỗng dưng bọn chúng cho người bao vai Chenny và ông Tebo, tuy nhiên mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn, đạn khói ném vào mù mịt. Michael giả làm Che John bên cục tình báo đu dây tấn công bọn chúng, tên cuối cùng anh cho một cú đấm ngất tại chỗ. Chenny cùng ông Tebo mang vali ma túy vào phòng Che John mở két sắt cho vali vào trong, còn ở đây Vian gọi về ngân hàng Mỹ cho mật mã mở tài khoản của Michael Kim. Nhưng lúc sau cô được báo tài khoản đã được rút vào hôm qua không còn khoảng dư, vì An nghĩ 1 tỷ mấy đô la trong tài khoản của Michael đã bị rút ra hết rồi. Có khi nào là Chenny đã lấy hay là Michael? Sau đó cô đi ra xe thì thấy nó hoa và tấm thiệp. Lúc này Trang hô gọi báo Beta Ben vẫn còn sống, tức giận vì An ném bó hoa đi, cô lo sợ lấy súng tìm người theo dõi mà không thấy ai. Còn Chenny thì lấy xe chở tên Ma Cao ném trước đồn cảnh sát. Hắn ta khai với cảnh sát Seo rằng chính nhân viên cục tình báo Han Che John đã răng bẫy lấy tiền và hàng đi rồi. Lúc sau nhân viên bên tình báo cũng đến đưa hình Che John ra, hắn xác nhận chính người này đã lừa tôi một vố. Cảnh sát Seo ra lệnh cho bên tổ chống độc đến khám xét nhà Che John, cuối cùng phát hiện trong két sắt có một vali ma túy. Ở đây trên đảo Che John tỉnh lại trở về thì cảnh sát Seo đến đưa lệnh bắt giữ anh, tất cả mọi chuyện Michael đều theo dõi trên màn hình. Tôi muốn xem hắn thoát tội như thế nào, nếu có thoát tội cũng không thể làm chức vụ được. Điều tôi muốn thấy là cái khổ của tướng quân Han, hắn xem danh dự gia tộc còn hơn sinh mạng của hắn. Tôi muốn cho hắn rơi xuống tầng thấp nhất của địa ngục. Lúc này cảnh sát Seo thẩm vấn Che John, cô đưa ra nhân chứng để anh đối chất. Nhưng Che John nói không biết hắn là ai, tất cả là do Beta Ben bày ra. Cô hãy mau thả tôi, không còn thời gian nữa. Hôm sau bên tình báo đưa một nhân chứng là giáo sư Hàn tới. Ông ta nói trong lúc đi chụp hình thì thấy Che John nằm tại bãi đất trống trên đảo. Vừa ra khỏi đồn giáo sư liền gọi đã nói như lời ông dặn, xin ông hãy thả con gái tôi ra.
Hôm sau, cảnh sát Seo nhận cuộc gọi thả Che Jon ra vì đã có nhân chứng cho anh vô tội. Tức giận, cô ném bay luôn điện thoại, rồi ra lệnh thả anh ta ra, phục hồi thân phận tổ trưởng cục tình báo cho anh ta. Che Jon được thả ra về nhà gặp bố. Ông bảo con trai phải tìm cho được Seo Hyun. Trước đây hắn là tâm phúc của ta, nếu như con của Choi Hae Jon còn sống nhất định là do hắn cứu. Ở đây Bo Bae đang đọc báo ghi chép về việc cảnh sát Choi Hae Jon 25 năm trước thì Che Jon gọi hẹn gặp. Anh đã gặp Bita Ben, hắn muốn giết anh vì anh muốn bắt hắn. Anh ta không phải là một người như thế. Cô đưa ra tờ báo ghi lại cuộc phóng hỏa giết cả gia đình cảnh sát Choi Hae Jon. Em đã điều tra hết rồi, người lúc 7 tuổi đáng lẽ phải chết thì giờ vẫn còn sống. Bây giờ em muốn nói gì? Em chỉ muốn biết sự thật, vì sao người đó lại làm như thế rồi bỏ đi. Còn hai ông già gặp nhau nói về việc tìm Seo Hyun. Nếu em gái hắn còn sống ta sẽ lợi dụng để bắt anh nó. Trang Ni đi ra nghe nên hỏi tại sao bố lại làm thế chứ, rồi bực bội bỏ đi. Che Jon cũng cho người đi tìm tung tích của Seo Hyun. Còn Michael nói với Che Ni sẽ giúp một người. Đó là Lee Min Soo, 40 tuổi, làm việc trong quán cơm, nhưng trước là nhân viên quan trọng của khách sạn Chon Mi. Thứ hai, người quản lý Kim Tae Ho 3 năm trước cũng làm ở khách sạn Chon Mi. Một người nữa tên là Han Chi Son, có công ty từng là chi nhánh của tập đoàn Chon Mi. Anh ta rất hận Trang Ho, lúc nào cũng tìm cách giết hắn. Trong khi đó Bo Bae đến gặp người đã viết tờ báo để hỏi cô, còn thu âm lại. Ông cho biết theo thực tế thì lúc đó chỉ phát hiện có hai cái xác người lớn, nhưng tư liệu cảnh sát gửi thì cả gia đình đã ra đi vĩnh viễn cùng nhau. Còn Trang đi lại say xỉn, cô ra đường đứng để hy vọng Michael xuất hiện. Bỗng lúc này có người chạy tới ôm cô qua một bên. Thấy cô la hét hỏi anh là ai, anh ta không nói gì đánh cô ngất đi rồi vác về. Ở đây ông Seo Hyun đang ngủ lại thấy cảnh tượng 25 năm trước nên giật mình thức giấc. Ông nhìn thấy con gái tới ấn cổ bảo không ngờ người giết bố mẹ tôi rồi làm bố tôi đến bây giờ là ông, tôi không thể nào tha thứ được. Ông hốt hoảng giật mình dậy thì ra đó chỉ là giấc mơ. Hôm sau Che Jon gọi cho bố báo đã tìm được Seo Hyun rồi, bây giờ con đi tới đó. Che Jon vừa đi ra thì Seo Hyun cũng đến đồn tìm con gái. Ông đang ngồi ở bàn chờ con gái thì thấy tài liệu về Choi Hae Jon và Choi Kang Ta. Bất ngờ con gái đi vào, ông hỏi sao con vẫn điều tra về vụ đó. Nhưng cô nói bố được rồi, con bận lắm, tí sẽ dẫn bố đi ăn. Lúc này Che Jon đến nhà ông thì nhìn thấy hình cảnh sát Seo. Anh nghĩ không lẽ Seo Tae So là con gái Seo Hyun. Ở đồn cảnh sát ông cũng tạm biệt con gái ra về thì Che Ni lái xe đến bảo ông lên. Che Ni đưa ông đến gặp Michael. Ông còn nhớ tôi chứ Seo Hyun? Ông ta nhìn Michael sợ hãi ngã xuống. Anh đến đưa tay kéo ông đứng lên. Ông nhớ lại lúc cứu hai đứa bé ra khỏi biển lửa. Có phải 25 năm trước chính ông đã cứu tôi rồi đưa tôi vào cô nhi viện phải không? Ông nhớ lại lúc bế đứa bé đặt trước cô nhi viện là ông đốt nhà của tôi phải không, nói mau. Ông run rẩy quỳ xuống xin anh hãy tha thứ. Vậy còn em tôi ở đâu? Nhưng ông nói dối rằng em gái cậu đã chết rồi. Anh tức giận lấy súng chĩa vào ông, vì ông mà mẹ tôi và em gái tôi không còn. Nhưng Michael rơi nước mắt không thể bắn kẻ thù trước mặt rồi bỏ đi. Lúc này Bo Bae đến gặp cảnh sát Seo nói về Bita Ben. Cô xin cảnh sát Seo cho mình gặp cảnh sát giám sát vụ án của 25 năm trước, nhưng cô tức giận hét bảo Bo Bae ra ngoài. Cô ra lệnh cấp dưới đi tìm người cảnh sát phụ trách vụ án năm đó rồi đem hết tài liệu liên quan về đây. Lúc này Che Jon gọi rủ cô uống bia. Bita Ben là nhân viên của CIA của châu Âu, hắn đã làm ra rất nhiều việc nhưng tôi đảm bảo sẽ bắt được hắn. Mà sức khỏe của cô từ nhỏ đã rất tốt à? Đúng, bố tôi nói từ nhỏ đến lớn tôi chưa từng đi vào bệnh viện. Che Jon nghĩ ông ta làm những việc xấu là để kiếm tiền cho con gái trị bệnh tim mà. Thế là nhân lúc cô đi ra, Che Jon đem chiếc ly cô uống đến yêu cầu xét nghiệm với máu Michael. Cùng với đó là xét nghiệm với mẫu tóc của Seo Hyun mà anh đã cố tình nhặt được ở nhà ông. Còn Seo Hyun buồn bã cầm hình con gái tự hỏi phải làm sao chứ. Vì con đã trở thành cảnh sát còn anh con lại là tội phạm, ông đau khổ khóc ngất xin lỗi con gái. Bỗng lúc này có tiếng động bên ngoài, ông mở cửa ra thì thấy tướng quân Han. Ông ta dùng dây xiết cổ Seo Hyun hỏi con trai của Choi Hae Jon giờ ở đâu, lúc đó tôi bỏ nó lại cô nhi viện nên không biết. Vậy em gái Kang Ta giờ ở đâu, vì tôi rất cần con bé đó chết rồi nếu vậy thì ông đi chết đi. Bất ngờ Michael xuất hiện cứu ông đi, tại sao cậu lại cứu tôi trong khi tôi nợ cậu quá nhiều. Tôi đã tha thứ cho ông rồi vì 25 năm trước ông cứu tôi một mạng. Khi Michael quay đi, ông định nói cho anh biết về em gái nhưng sợ cô sẽ gặp nguy hiểm nên thôi. Hôm sau hai ông già ngồi bàn chuyện, hắn nói em gái Kang Ta đã chết, vậy kế hoạch bắt con bé đó đem ra làm con tin thất bại rồi. Lúc này Che Jon về tới nói ngày mai sẽ biết kết quả em gái hắn còn sống không, còn Trang Ni đến nhà tìm Bo Bae hỏi Michael. Nhưng Bo Bae nói không biết, tức giận Trang Ni nhào tới đánh Bo Bae vì cho rằng cô dám giật người đàn ông của mình, mẹ Bo Bae phải chạy về can ngăn. Nói một hồi cô định nhào vô đánh tiếp thì anh vệ sĩ bắt lại vác cô về. Nói đến Michael, anh bí mật gặp hội trưởng hỏi về kế hoạch XBT,
Như sếp nói, ITBT của chúng ta sẽ trở thành thành phố cấp quốc tế. Hạng mục lần này rất khó, tôi sẽ cố gắng hết sức đem hết tất cả tài liệu nộp cho hội trưởng xử lý. Tôi sẽ cố gắng hết sức không làm sếp thất vọng. Ngài đến Hàn Quốc đã một thời gian sao lại không liên lạc với tôi, làm tôi rất lo lắng. Mục đích của tôi là không muốn người khác phát hiện mối quan hệ giữa tôi và ông. Ông cứ phụ trách tốt kế hoạch ITBT, còn những chuyện khác tôi sẽ lo. Ở đây Jenny và ông Tebo tập trung, ba người đã từng có mối quan hệ với tập đoàn Johnmi. Với nhiệm vụ chủ yếu là đi phá họ, khi hoàn thành xong mỗi người sẽ có một căn nhà như mơ ước. Lúc này Anthony vào giới thiệu sẽ là người thay đổi vẻ bề ngoài của ba người. Và thế là công cuộc thay đổi bắt đầu, từ làm tóc, massage, mua sắm quần áo và nữ trang các kiểu. Michael ngồi theo dõi họ qua màn hình, Jenny hỏi Vian có biết vụ đầu tư vào ITBT không? Tôi cũng không biết được, tôi nghe nói có thể Vian sẽ trở lại nhưng tôi không muốn tha thứ cho cô ta đâu. Trong khi đó Chae-jon nhận được giấy xét nghiệm em gái Kang Ta đã tìm ra rồi, anh đem về đưa cho bố xem, kết quả con gái Seo Hee-un chính là em gái Kang Ta. Sau đó Chae-jon đến gặp Seo Hee-un nói mình bên cục tình báo tới, tôi đã xác nhận Seo Tae-so là em gái của Kang Ta, làm ông vô cùng lo sợ. Còn Trang Ho cầu hôn Vian nhưng cô hứa sẽ suy nghĩ, bỗng cô có điện thoại báo em gái Michael còn sống. Chae-jon cũng đến gặp Bo-bae nói cho cô biết em gái Michael vẫn còn sống, Bo-bae vội chạy về nói cho ông Tae-bo biết việc này. Thế ông Tae-bo báo cho sếp biết lời Chae-jon nói, Jenny khuyên sếp đừng tin lời Chae-jon nói, có thể là cái bẫy. Tôi có linh cảm em gái mình vẫn còn sống, rồi gọi cho Seo Hee-un, ông ta hẹn anh 2 giờ ngày mai gặp ở công viên. Lúc này Chae-jon chuẩn bị sẵn cái bẫy cho cuộc gặp ngày mai, hôm sau theo lời hẹn Michael đến gặp Seo Hee-un. Từ xa anh nhìn thấy ông ngồi cùng một cô gái, Michael từ từ đi tới đặt tay lên vai cô gái. Thì bất ngờ người quay lại là Vian, Michael nhìn xung quanh biết họ đã giăng lưới bắt anh. Lúc này Chae-jon đi ra, Trang Ho cũng chạy tới cùng đồng bọn. Vian chĩa súng vào Michael, tôi chưa từng nghĩ chúng ta là kẻ địch của nhau. Tôi cũng chưa từng nghĩ cô lại phản bội tôi đến 2 lần. Rồi anh đánh một phát làm cô ngã xuống. Anh vệ sĩ của Trang đi nhảy vào đánh tay đôi với anh. Ở đây hai ông già hớn hở vì biết Michael đã bị mắc bẫy. Lúc này thư ký đưa vào món quà bảo là con trai của ngài gửi đến. Ông ta mở quà ra thì phát hiện là quả bom. Mở thiệp ra bên trong ghi nếu Bita Ben chết thì quả bom sẽ nổ. Nếu các người rời khỏi nơi này 2 mét nó cũng sẽ nổ. Thế là ông gọi cho Chae-jon báo không được để Bita Ben chết vì trước mặt chúng ta giờ là một quả bom. Chae-jon nghe vậy liền cho hạ súng xuống, còn ở đây hai người vẫn đấu tay đôi chưa phân thắng bại. Cuối cùng anh đã hạ gục được tên nặng ký nhất, vừa lúc này Jenny bắn dây cho sếp kịp đu xuống lên xe chạy đi. Bọn chúng cũng đuổi theo bắn vào xe liên tục, trên xe Michael đang trói thư ký ô của tập đoàn Johnmi. Rượt đuổi nhau một đoạn Jenny dừng xe lại cho hắn xuống thế thân, họ nhìn tới thấy người đeo mặt nạ và mặc đồ như Bita Ben. Thế là họ xả súng liên tục làm hắn gục ngã, Trang Ho vui mừng còn cầm súng tới gần nã thêm vài phát. Chae-jon đi tới đấm cho anh ta một phát ngã nhào, chẳng phải bảo đừng ra tay sao. Anh tới lấy mặt nạ ra thì phát hiện là thư ký ô của nhà mình. Jenny hỏi sếp định xử lý Vian thế nào, cô ta đã phản bội anh đến 2 lần. Thế là Vian vừa lên xe thì thấy Michael bảo xuất phát đi, cho đến khi tôi bảo cô dừng lại. Vian lái xe nhưng đã thủ súng trong tay. Xuống xe Michael hỏi cô biết được gì về em gái tôi. Tôi không thể nói gì về em gái của anh hết. Vậy thì để tôi tiễn cô, anh vừa đi qua thì Vian lấy súng ra nhưng đã bị anh chụp lại. Hai người đánh tay đôi với nhau, Michael đá một phát làm cô rơi xuống cầu. Vian run rẩy bám víu vào thành cầu, lúc cô không gượng nổi buông xuống thì Michael đã kịp giữ lại. Nhưng cô buông tay ra, nghĩ là em đáng tội mà buông tay em ra đi Michael. Cuối cùng anh không thể để cô rơi xuống đó mà dùng hết sức kéo lên. Từ giờ cô hãy biến mất mãi mãi trước mắt tôi nhé. Tôi cảnh cáo cô lần này lần sau sẽ không tha thứ được nữa đâu, rồi lên xe chạy đi. Còn Chae-jon vừa uống ly bia đã không thể đứng lên được. Michael từ từ đi vào bảo anh phải cẩn thận rượu bia đó. Anh ngồi uống rượu chờ Chae-jon tỉnh lại. Anh đã uống một loại thuốc độc tên là Chaimin. Anh không phải là đối thủ của tôi, anh không thể giết được tôi nhưng tôi có thể giết anh bất cứ lúc nào. Nhưng người tôi muốn đối phó không phải là anh, nếu anh chịu hợp tác với tôi thì thuốc giải này sẽ là của anh. Hôm sau cục trưởng đến cục tình báo tìm Chae-jon, nhưng cảnh sát Seo không biết anh ta đang ở đâu. Ông đưa tài liệu chứng minh Chae-jon thông đồng với Bita Ben, hiện đã có 5 triệu đô la chuyển vào tài khoản Chae-jon. Cô phải điều tra cho kỹ quan hệ của Bita Ben và Chae-jon, ngoài ra nguồn gốc số tiền kia cũng không thể bỏ qua được. Sau đó cảnh sát Seo có điện thoại báo đã tìm thấy Chae-jon, thế là cô đưa người đến còng tay anh, cảnh sát lục tìm trong tủ áo còn thấy mặt nạ của Bita Ben. Sau đó cục trưởng đích thân thẩm vấn Chae-jon, ông đưa ra tấm hình chứng minh hai người đã ngồi uống rượu với nhau. Chae-jon không thể nói được gì, nể tình bố anh và những thành tích trước đây của anh tôi sẽ không khởi kiện. Sau đó Chae-jon về nhà gặp bố, hắn ta đã làm con mất tất cả, con phải bắt được hắn để trả mối thù này. Còn Bo-bae chờ ông Tae-bo về hỏi Michael đã gặp được em gái chưa, lại bị cái thằng Chae-jon gạt rồi, chưa gặp được em gái mà xém tí xảy ra chuyện.
Bobe lo lắng gọi cho anh mà không được. Còn ở đây Seo Hee-un đã bị cô thư ký nhà Chae-jon lén chụp thuốc mê bắt đi. Tướng quân Han trói ông dưới tầng hầm đánh bầm dập: chính mày đã cứu sống con của Choi Hae-jon. Nếu giờ không nghe lời tao, con gái mày sẽ chết. Trong khi đó, cảnh sát Seo gọi về cho bố mà không được thì có người gọi điện nói cô đến nhà gặp vì bố cô ở đó. Cô đến nhà Chae-jon gặp bố hỏi sao bố lại đến đây. Bố quen biết với ngài này từ lâu rồi, thời gian này cô hãy để ông ấy ở đây với tôi. Cảnh sát Seo không nghi ngờ gì nên xin phép ra về. Tôi xin ngài hãy tha cho nó bởi vì nó vô tội. Nó là em gái của Choi Kang-ta thì làm sao vô tội được. Còn Anthony đang dạy cho ba nhân viên mới cách chơi golf. Nhưng Anthony than với ông Tebo rằng tôi không thể dạy cho nhóm người này được. Sau đó là dạy họ cách thưởng thức rượu Tây nhưng họ lại uống đến say mềm. Anthony nhìn họ chỉ biết than trời. Trong khi đó hai ông già đang nói đến hạn mục XBT. Thì chủ tịch Song đi vào nói ngày mai là buổi lễ khai mạc của XBT, các ngài nhớ đến nhé. Hôm sau Michael đứng từ trên nhìn xuống toàn cảnh buổi khai mạc XBT sắp diễn ra. Anh đi tới nhìn những đứa trẻ đang viết điều ước treo lên cây ước nguyện. Thế là anh cũng có một điều ước để treo lên đó. Lúc này hai ông già cũng đến khen về độ hoành tráng của buổi khai mạc. Vi An cũng khoát tay Trang Ho đến tham quan. Trang Ho rủ cô cùng đến cây ước nguyện để cầu điều ước. Vi An viết điều ước của mình thì nhớ lại lúc Michael cứu cô. Thế là cô viết vào đó rằng hy vọng Michael sẽ tha thứ cho tôi. Lát sau hai ông già đến gặp giám đốc cổ của XBT nói chuyện rất niềm nở. Lúc này Trang Ho có điện thoại của Vi An báo sẽ một mình trở về Seoul. Bỗng anh ta nhìn thấy Michael đi ngang qua nên liền chạy theo. Vào nhà vệ sinh Trang Ho gặp anh ở đây. Mặc dù Michael đã nói tôi đến đây không phải để đánh nhau. Nhưng anh ta cứ yếu ớt xông vào, thế là bị anh ấn vào cổ hỏi các người giấu Seo Hee-un ở đâu. Trang Ho run rẩy bảo ở trong nhà chủ tịch Han. Còn hai ông già đứng trên cao nhìn xuống. Cho dù là uy hiếp hay dụ dỗ, chỉ cần chúng ta có thể cướp được XBT từ tay của giám đốc cổ là được rồi. Hạn mục khu viên hải dương lớn nhất thế giới, chỉ cần chúng ta có được nó, chúng ta sẽ nắm bắt được kinh tế của Đại Hàn Dân Quốc. Còn cảnh sát Seo đang làm việc thì Chae-jon gọi nói sức khỏe bố cô không tốt. Sau đó anh ta vào gặp Seo Hee-un: bây giờ chúng ta ra ngoài thôi. Ông phải phối hợp với chúng tôi cho tốt, nếu không thì con gái ông sẽ gặp chuyện đấy. Bên ngoài Michael đột nhập vào nhà Chae-jon. Bên trong hắn dán miệng Seo Hee-un làm ông không thể nói được. Michael đi vào hỏi em gái tôi vẫn còn sống chứ. Chae-jon bước ra bảo ông ta không nói được đâu, tôi đã dán miệng ông ta rồi. Để tôi nói cho anh biết nhé, em gái của anh chính là Seo Tae-so. Chính là cô cảnh sát mà anh đã gặp đó. So với việc chết dưới tay tôi thì anh chết dưới tay em gái mình sẽ có ý nghĩa hơn. Một lát nữa cô ấy sẽ đến đấy. Ngay lúc này Seo Tae-so bên ngoài nhấn chuông. Chae-jon liền bắn một phát tiễn Seo Hee-un lên đường rồi đẩy súng về phía Michael. Ở bên ngoài cô nghe tiếng súng nên rút súng ra đi vào thì thấy bố mình đã bị giết. Cảnh sát Seo chính là Bita Ben đã giết đấy. Cô đau khổ chĩa súng vào Michael hỏi tại sao lại làm thế chứ. Nhưng anh chỉ biết đứng nhìn em gái đang giận dữ. Chae-jon đứng bên cạnh thúc ép cô hãy mau bắn đi. Nhưng Seo Tae-so nước mắt tuôn trào vẫn không thể bóp cò. Michael nhìn thấy tay cô lấy còng số 8, thế là anh đánh một phát cho cô ngất đi. Anh tức giận nhào tới đá Chae-jon, nhưng khi nhìn lên thấy cảnh sát đã đến thế là anh đành rời đi. Cô tỉnh dậy đau đớn ôm xác bố khóc ngất. Trên xe anh bảo nếu Seo Tae-so là em gái tôi thì trong nội bộ cục tình báo sẽ có thông tin. Được rồi, tôi sẽ kiểm tra máy tính của Chae-jon xem. Còn Vi An, cô gọi thư ký đặt cho mình vé máy bay tuần sau về Hawaii và sẽ không trở lại nữa. Trang Ho chạy vào đau lòng hỏi sao em lại đi Hawaii, còn lời cầu hôn của anh thì sao? Nhưng Vi An không nói gì, chỉ biết nhìn anh. Sáng hôm sau tin tức lại đưa tin Bita Ben đã giết Seo Hee-un. Mẹ Bobe quay qua dặn cô nếu Bita Ben mà xuất hiện thì phải báo cảnh sát ngay. Bobe chỉ biết gục đầu không nói gì. Ông Tae-bo cho rằng tin tức nói vậy cũng chưa chắc là sự thật. Michael ở căn cứ nhớ lại những lần gặp Seo Tae-so. Lúc này Jenny vào đưa tài liệu tìm được cho thấy Seo Tae-so chính là em gái sếp. Thế là hình ảnh đứa em gái thơ ngây tưởng đã không còn trên đời lại hiện về. Bên kia Seo Tae-so đau đớn nhìn hình hai bố con mà khóc nghẹn. Nhưng khi cô đi về thì có người đeo mặt nạ Bita Ben tấn công cô. May có Chae-jon xuất hiện cứu cô đúng lúc. Trên xe Chae-jon bảo tuy tôi đã trút bỏ quân phục nhưng tôi cũng muốn bắt được Bita Ben. Hiện tại Bita Ben đang tìm em gái, chúng ta chỉ cần lợi dụng điểm này thôi. Những gì hắn nói đều bị Jenny theo dõi và gọi về báo sếp. Chae-jon về nói cho bố biết kế hoạch đã vạch sẵn. Vì muốn dụ hắn cắn câu, con muốn lợi dụng luôn cả Bobe. Tốt lắm, không hổ danh là con trai của ta. Trong 15 năm qua bố của con ngồi trên xe lăn mà sống. Con biết tại sao không, bởi vì so với vết thương trên người bố thì danh dự còn quý giá hơn. Khi ông vừa bước vào phòng thì Michael xuất hiện. Ông cầm súng chĩa vào anh hỏi ngươi muốn gì. Anh không nói gì bước tới thì ông ta bóp cò nhưng súng lại không có đạn. Anh đánh một phát ông ta cứng họng. Bên ngoài Chae-jon đi qua kiểm tra nhưng không phát hiện gì. Bỗng anh nghe tiếng động từ phòng bố nên gõ cửa gọi. Michael dán miếng thay đổi giọng nói bảo con về ngủ đi.
Sau đó anh kéo ông vào trong, đừng động tới em gái của ta, nếu em ta gặp chuyện gì thì lúc đó ta sẽ đem tội danh các người công bố thiên hạ, hãy nói cho con trai ông biết. Hôm sau hai ông già lại gặp nhau nói về chuyện gặp Bita Ben. Chủ tịch Trang lo lắng bây giờ không lẽ phải trốn trong tủ quần áo hay sao, còn Che John gặp Bo Be nói cho cô biết em gái Bita Ben chính là cảnh sát Seo. Nếu em không tin thì hãy đi hỏi hắn thử xem, và hãy hỏi hắn tại sao lại giết Seo Hyun, người bố nuôi lớn cảnh sát Seo, chính mắt anh ở hiện trường chứng kiến tất cả. Bo Be nghe không nói gì bỏ đi, ở đây Trang hô cho Vi An biết em gái Michael chính là cảnh sát Seo. Quay lại với Bo Be, cô đến đồn cảnh sát gặp Seo Tae-so. Lúc này Tae-so nói tôi chính là Choi Kang-hee, em gái của Choi Kang-ta. Cô hãy giúp tôi gặp anh trai tôi đi. Về nhà Bo Be nói cho ông Tae-bo biết em gái Michael muốn gặp anh ấy. Ở đây Michael đang tập luyện thể lực thì Bo Be đến. Cô nói cảnh sát Seo cũng biết anh là anh ruột của cô ấy. Anh hãy đến gặp em gái nói rõ cho cô ấy biết mọi chuyện để giải tỏa mọi hiểu lầm. Sau đó cảnh sát Seo nhận được một giỏ hoa, bên trong có tấm thiệp hẹn gặp lúc 3 giờ tại công viên. Thế là cô gọi cho Che John báo cuộc hẹn lúc 3 giờ. Gần đến giờ hẹn, Che John đã bố trí lực lượng để bắt Michael. Jenny cùng anh ngồi trên xe quan sát xung quanh. Khi em gái xuất hiện, anh nhìn từ xa rồi cho Jenny lái xe đi. Anh đến gặp các nhà đầu tư trình bày về East City. Chúng tôi sẽ biến nơi này thành thiên đường nghỉ dưỡng lớn nhất toàn cầu. Các nhà đầu tư đều đánh giá cao năng lực của Michael. Ra ngoài, hội trưởng bảo tập đoàn Hanmi và tập đoàn Chunmi muốn nuốt chọn East City sau này sẽ hối hận thôi. Tôi chỉ xin anh đừng giao công việc quan trọng cho họ làm. Còn Seo Tae-so khó chịu trở về văn phòng tức giận. Che John đi vào, cô bảo người đó giết bố tôi nên tôi muốn tự mình hành động, anh đi đi. Thế là Che John đưa hộp GPS, cô hãy đem theo bên người, nếu hắn xuất hiện thì mở GPS tôi sẽ biết hắn ở đâu. Trong khi đó hai ông già vô cùng lo lắng, tự nhiên cổ phiếu lại sụt giảm khá mạnh, làm ông chủ tịch bên Nhật Bản rất tức giận. Nếu không trở lại trạng thái ban đầu tôi sẽ không đầu tư nữa. Sau đó ông ta đề nghị họ đi tìm một người có thể giúp khôi phục lại. Anh chàng mà Michael đào tạo đã xâm nhập vào hệ thống của tập đoàn Chunmi và Hanmi để phá họ. Lúc này điện thoại anh ta reo gọi anh đến phòng chủ tịch tập đoàn Hanmi. Sau khi thỏa thuận giá cả, anh ta thực hiện các thao tác trên bàn phím và biểu đồ cổ phiếu của hai tập đoàn đã tăng cao trở lại. Còn Trang Nico đến thang máy thì bất ngờ khi gặp lại Michael, anh tặng cô bó hoa cho ngày gặp lại. Rồi anh hôn lên tay Trang Ni, bảo em hãy trở về cuộc sống vui vẻ như trước đây đi. Vậy chúng ta có còn gặp nhau nữa không Michael? Đương nhiên rồi, anh đừng bỏ rơi em nhé Michael, bởi vì em rất yêu anh. Còn hai ông già đang bàn về kế hoạch thu tóm East City thì Che John tới, cùng lúc Trang Ni cũng hớn hở về nhà. Ai nhìn cô cũng bất ngờ vì hôm nay cô vui vẻ khác thường, không lẽ em đã gặp được Michael? Chẳng phải anh đã nói Michael chết rồi sao, làm sao em có thể gặp được người chết chứ? Quay lại đồn cảnh sát Seo Tae-so nhận được một đĩa CD không ghi người gửi, cô mở ra xem là vụ án nói về vận chuyển ma túy 25 năm trước. Trong đó còn có cả giấy nhận con nuôi của Kang Ta và giấy khai sinh của cô. Sau đó cô lái xe đến thì Michael leo lên bảo đến nơi nào thật yên tĩnh. Cùng lúc này cô lại nhấn nút GPS lên cho Che John biết. Khi Michael bước xuống xe thì cô lấy súng ra kiểm tra đạn. Cô bước xuống hỏi tại sao anh lại giết bố tôi, nhưng Michael chỉ nhìn em gái mà không nói được lời giải thích nào. Cô nước mắt tuôn trào chĩa súng vào anh. Anh cũng đau khổ nhìn đứa em gái thất lạc 25 năm qua mà nhẹ nhàng nắm tay gọi Kang Hee. Nhưng cuối cùng cô cũng nổ súng, anh tức giận tát cô ngã nhào rồi biến mất. Cô tức giận hét gọi Kang Ta nhưng anh chỉ núp một góc quan sát cô. Ai ngờ bị Che John chĩa súng vào, nếu anh kháng cự thì em gái của anh sẽ bị quăng xuống sông đấy. Thế là Kang Ta đành chấp nhận để bọn chúng đánh tơi tả. Bên này Seo Tae-so thất thần trở về đồn ra lệnh điều tra hết toàn bộ bệnh viện xem có ai điều trị vết thương không. Còn ở đây Michael đã bị chúng bắt trói tại nhà chủ tịch Trang. Che John điên cuồng đánh Michael tới tấp. Trong khi đó, Seo Tae-so đến tìm Bo Be hỏi Choi Kang-ta đang ở đâu. Mẹ cô nghe thấy liền chạy ra hỏi vì sao đến giờ con còn liên lạc với tên giết người đó, không lẽ trên đời này hết đàn ông rồi sao? Nhưng Bo Be nói không hề biết anh đang ở đâu. Quay lại với Michael, hai ông già đến hả hê khi đã bắt được anh. Lúc sau, chủ tịch Han bảo mọi người nên ra ngoài hết. Ông ta đứng lên hỏi ngươi muốn công khai mọi chuyện của chúng tôi ra ngoài. Ngươi tưởng như vậy là những thành tích của chúng tôi sẽ sụp đổ sao? Vậy tại sao các người không giết ta đi? Đúng là bố nào con nấy, năm xưa chúng tôi không định giết bố cậu, nhưng tại vì ông ta cứng đầu quá, lúc nào cũng nguyên tắc, nên không còn cách nào khác, chúng tôi phải giết ông ta. Bốn người chúng tôi mỗi người cho ông ta một nhát, bây giờ tôi cũng sẽ cho cậu nếm trải mùi vị mà năm xưa bố cậu đã trải qua. Hắn tra tấn và bắt anh phải khai ra nơi giữ những tài liệu bí mật của hắn, nhưng anh vẫn cương quyết không nói cho hắn biết. Lúc này Jenny vô cùng lo lắng vì đã mất liên lạc với sếp. Ông Tae-bo về nói cho Bo Be biết lý do vì sao Michael phải làm như thế. Bởi vì năm xưa bốn người chủ tịch Kang, trưởng quan Lee, chủ tịch Trang và tướng quân Han đã giết bố mẹ Kang ta. Còn Trang hô vui mừng tới báo cho Vi An biết Michael đã bị bắt, nhưng khi cô hỏi nhốt ở đâu thì anh ta không nói.
Thế là cô dùng kế mỹ nhân dụ ngọt thì anh ta mới cho biết mai cô bị nhốt dưới tầng hầm nhà anh ta. Cô không nói gì rút đầu nhẫn chăm nhẹ vào má thì Trang Hồ đã ngủ say. Jenny ở đây lo lắng không biết sếp đang ở đâu thì nhận được tin anh đã bị nhốt dưới hầm nhà chủ tịch Trang phải cứu anh ta ra. Bên này Seo Tae-so cũng nhận được video cho thấy Jae-jeon đã bắt Michael, thế là cô ra lệnh xuất phát đến nhà chủ tịch Trang lục soát. Jenny và ông Tae-bo cũng giả làm nhân viên điện lực đến nhà chủ tịch Trang, bảo vệ yêu cầu được kiểm tra hộp đồ nghề, sau đó hai người đã được phép vào nhà. Ngay lúc này xe cảnh sát cũng tới nơi Seo Tae-so vào gặp Jae-jeon và Trang Ho, cô đưa hình hỏi người này đang ở đâu nhưng Trang Ho giả vờ không biết. Thế là cô ra lệnh cho người lục soát, cảnh sát vào nhà tìm kiếm khắp nơi mà không thấy. Thế là cô cho ra ngoài tìm kiếm khắp nơi, ở đây Jenny và ông Tae-bo cũng đã xuống được tầng hầm. Ông Tae-bo mở cửa ra thì nhìn thấy sếp đang bị treo ở đó. Còn Tae-so cũng nhận được tin mau xuống tầng hầm, khi cô đi xuống thì không thấy ai hết nhưng nhìn những vật dụng tra tấn ở đó. Cô đến hỏi đây là nơi để làm gì thế, hắn ta bảo đây chỉ là nơi để tập luyện mà thôi, thế là cô đành cho rút lui. Jenny cho sếp biết người báo tin sếp bị bắt chính là Vian, ở đây Jae-jeon đến uy hiếp Vian nếu không giao Michael ra. Thì tôi sẽ cho công bố khuôn mặt thật của Beta Ben chính là Michael, tới lúc đó người đầu tư vào cát thổ sẽ lần lượt rút lui. Còn Bobe nhận điện thoại, ông Tae-bo cô vội chạy đến gặp Michael, nhìn anh bị thương nặng như thế cô rất đau lòng, cô nắm tay anh nói xin hãy cho em ở bên cạnh để bảo vệ anh. Michael nhìn cô cười nhẹ lắc đầu, ở bên cạnh anh rất nguy hiểm, sau đó cô hỏi ông Tae-bo vì sao anh lại bị thương nặng như thế. Tất cả là do tên Jae-jeon hết, hắn thật độc ác. Còn Tae-so ngồi xem lại hình chụp lúc bố bị bắn, bất ngờ cô thấy bảng ghi chép bố nhóm máu ô. Thế là cô bảo Van Bo đưa văn kiện tới cho mình xem. Theo văn kiện cô gọi đến khoa sản hỏi về tài liệu của Seo Tae-so trước đây, thì được xác nhận bệnh nhi lúc 3 tuổi đã tử vong trong ca phẫu thuật cấy ghép tim. Seo Tae-so lang thang đi ngoài đường tự hỏi mình đã chết rồi sao, bố ơi con là con của ai. Hôm sau cô đến gặp chủ tịch Han, vụ án của 25 năm trước cảnh sát Choi Hae-jeon. Beta Ben cho rằng bố anh ta đã bị oan ức. 25 năm trước ông và cảnh sát Choi cùng nhau điều tra vụ án chất độc, nhưng mà lúc đó người đi tố cáo cảnh sát Choi chính là ông. Không sai, vì tôi không thể chấp nhận một cảnh sát đồi bại này, thì ra là vậy, rồi cô cúi chào ra về. Nhưng khi cô ra đến xe thì lại có người đeo mặt nạ đến bị miệng đâm cô ngất đi, hắn vác cô lên vai thì Michael xuất hiện. Tao đã cảnh cáo mày đừng động vào em gái tao mà, rồi tức giận đánh tay đôi với hắn một trận làm hắn bất tỉnh. Anh lo lắng bế Tae-so chạy vào bệnh viện. Lúc này hình bóng hai đứa trẻ cõng nhau hiện về. Cuối cùng Tae-so cũng tỉnh lại trong bệnh viện. Cô nghe y tá nói người giám hộ cho cô là anh trai Choi Kang-ta. Tae-so liền chạy ra gọi anh đừng tưởng cứu tôi là chuộc hết tội của anh. Tôi đã hứa trước mộ bố tôi là sẽ bắt cho được người đã giết ông. Nhưng Michael không nói gì quay người bỏ đi. Về căn cứ Jenny không hiểu vì sao sếp lại không nói mình là anh trai cô ấy và giải thích hiểu lầm là sếp đã giết bố cô ấy. Tôi chưa từng hối hận vì những việc đã làm nhưng đứng trước mặt một cảnh sát tôi lại mất tự tin. Hôm sau Michael đứng ra phát biểu về XCT. Bên trong đó có cả người mà anh đã từng đào tạo để cài vào. XCT là một dự án vô cùng hoành tráng, nơi đó sẽ lấy sản nghiệp du lịch làm ảnh hưởng trên toàn thế giới. Đây chính là một nơi du lịch nghỉ mát mà các vị mong chờ. Tôi tin rằng các tầng lớp thượng lưu trên thế giới đều sẽ thích nơi này. Thành phố có thể làm hài lòng hết niềm hy vọng của mọi người chính là XCT. Kết thúc phát biểu mọi người vỗ tay rầm rộ, còn chủ tịch Trang đang ngồi nói chuyện với trưởng phòng Kim. Thì Trang Ho chạy vào báo chủ tịch Cô đang tập trung các nhà đầu tư Trung Quốc mở cuộc phát biểu về XCT. Thế là hai ông già ngồi bàn bạc cùng chủ tịch bên công ty Nhật và người của Kang-ta. Anh Nhật Bản giới thiệu thêm cho hai ông già nhà đầu tư, đó là cô Anh Tử đến từ Nhật Bản. Trưởng phòng Kim tỏ ra quen biết doanh nhân Anh Tử này từ lâu, bà còn giới thiệu người đi theo là luật sư quốc tế quản lý tài sản của tôi, bà nói muốn đầu tư vào một mảnh đất tầm 800 tỷ. Hai ông già nghe nói liền khoái, lúc này ở đồn cảnh sát có người đem kết quả xét nghiệm ADN gửi cho cảnh sát Seo kèm lời nhắn gặp mặt. Người của Jae-jeon mở ra thấy liền báo lại cho hắn, ở căn cứ Jenny bảo sếp nên ghé qua biệt thự một chuyến. Vì tôi đã gửi bản xét nghiệm cho em gái anh rồi, Tae-so đang chờ ở biệt thự thì Michael đến, bên ngoài Jae-jeon cũng đã xuất hiện. Anh tưởng rằng tôi là em gái anh sao, đó chỉ là kế hoạch tác chiến để dụ anh cắn câu thôi. Em hãy nhớ lại đi thời gian ấu thơ ở bên bố mẹ và thời gian cùng anh vui đùa bên bờ biển. Nhưng cô vẫn không tin mình là em gái anh, cô đưa bản xét nghiệm đã nhận được đối với anh giả mạo, cái này là việc hết sức đơn giản đúng không? Bên ngoài Jae-jeon theo lời bố dặn phải làm sao để em gái hắn giết, bởi vì nếu Michael chết trong tay chúng ta tay chân hắn sẽ công bố tội danh chúng ta cho công chúng biết. Michael kể cho em gái vào một ngày trời đổ tuyết lớn chúng ta cùng nhau đắp tuyết đợi bố về. Chính ngày hôm đó bọn chúng đã giết bố chúng ta, anh đã tận mắt chứng kiến một cách rõ ràng. Nhưng nghe xong cô vẫn không tin còn rút súng ra khẳng định tôi là Seo Tae-so không phải Choi Kang-hee. Bố đã từng nói nếu bố không còn nữa anh phải bảo vệ em và mẹ, vì muốn thực hiện lời hứa đó anh đã quay trở về.
Che Jon bên ngoài nóng lòng mong cô mau bắn đi, thấy cô cứ chần chừ thế là anh ta xông vào nổ súng bắn Michael. Nhưng Michael đã tránh được những phát đạn điên cuồng của hắn. Thế là hắn bắt Tae-so làm con tin ép Michael bước ra, cuối cùng anh đành phải bước ra trước mặt hắn. Cảnh sát Seo còn chần chừ gì mà không giết hắn đi, chính hắn đã giết bố cô mà. Người giết bố em không phải là anh mà chính là hắn, em đừng tin lời hắn. Tae-so bối rối không biết đâu mới là sự thật, cô cầm súng lên chĩa vào Che Jon rồi lại quay qua chĩa vào Michael. Cứ thế cho đến khi cảnh sát đến còng tay Michael dắt đi, sau đó cô cầm súng chĩa vào Che Jon hỏi anh giải thích chuyện lúc nãy là thế nào và vì sao anh biết chỗ này. Đó là chuyện bất đắc dĩ thôi, còn GPS của cô đang mở nên tôi mới biết chỗ này. Thế là cô đành ra xe chở Michael về đồn. Trên xe Michael lén mở còng số 8 bằng loại mà tiến sĩ đã đưa trước đây. Đằng sau Che Jon đuổi theo xả súng tới tấp vào xe cảnh sát cố tình giết cho bằng được Michael khi xe bị mất lái lọt xuống dốc. Che Jon xuống xe cầm súng xong tới nghĩ lần này tao nhất định sẽ giết mày. Ai ngờ anh nghe tiếng còi xe cảnh sát từ xa nên đành phải rút lui. Michael đến bế em gái ra ngoài. Jenny và ông Tae-bo hỏi sếp không bị sao chứ. Anh bảo mọi người cứu bọn họ ra ngoài. Còn Che Jon gọi báo cho bố biết đã thất bại nữa rồi. Anh tức tối không thể chấp nhận điều này nên định dùng súng để tự kết thúc cuộc đời. Nhưng cuối cùng lại không có can đảm làm điều đó. Hôm sau Bo Bae đến gặp chủ tịch Han hỏi về vụ án của Choi Hae-jon vào 25 năm trước. Nhưng cô lại nhận được một tin đau lòng rằng bố cô chính là chủ tịch Trang. Bo Bae nghe mà nước mắt tuôn trào, quay đi thì gặp Che Jon hỏi đó là sự thật sao bố. Đúng, cô ta chính là con gái riêng của chủ tịch Trang. Ở đây Tae-so nhớ lại lúc bị Che Jon khống chế để ép Michael bước ra mà vô cùng bối rối. Thế là để biết rõ sự thật, cô bảo Van Bo đến phòng quản lý hồ sơ của Cục Quốc gia lấy bản xét nghiệm về dùng. Cô ngồi xem lại hình của gia đình cảnh sát Choi thì Van Bo gọi báo ADN trên áo khoác của Bita Ben và ADN của tổ trưởng gửi đến là đồng nhất. Nhưng có điều là bọn họ nói đã thông báo với Che Jon rồi, Tae-so bây giờ mới chấp nhận sự thật mình là Choi Kang-hee, em gái của Bita Ben. Đồng thời cô cũng nhận ra bấy lâu mình đã bị Che Jon lợi dụng, quay lại với Bo Bae. Cô về nhà hỏi mẹ có phải chủ tịch Trang là bố con, cô nhìn mẹ mà không thể chấp nhận sự thật đau lòng này. Tuy vậy cô vẫn đến gặp chủ tịch Trang để hỏi cho rõ, nhưng ông lại nghĩ hai mẹ con cô chỉ vì muốn đòi tiền từ ông nên mới kiếm chuyện. Bo Bae cảm ơn ông vì đã không nhận mình, bởi vì tôi không bao giờ có một người bố như thế rồi bỏ đi. Nói đến Trang đi, lúc nào cũng có vệ sĩ bên cạnh bảo vệ nên Michael gọi bảo cô lừa bọn chúng trốn đi. Thế là cô giả vờ vào nhà vệ sinh để bắt anh ta ở lại giữ đồ cho mình. Cô vui mừng chạy ra ôm chầm lấy Michael, sau đó anh chở cô ra bờ sông. Trang đi muốn từ bỏ tất cả để đi cùng Michael nhưng anh nói không được, chúng ta phải trở về. Ngày mai chúng ta lại gặp nhau. Nghe vậy Trang đi cảm thấy rất vui, ngã vào lòng anh. Ở đây Tae-so đang uống rượu thì Bo Bae đến. Tae-so nói với Bo Bae rằng tôi không thể nhận Choi Kang-ta làm anh trai được. Trên đời này tôi chỉ có một người bố thôi. Cảnh sát Seo, từ bây giờ cô hãy tỉnh lại đi. Vụ án 25 năm trước bốn người họ đã giấu một bí mật rất lớn. Tôi sẽ tiếp tục điều tra vì Michael nên đây là con đường tôi chọn. Tae-so bảo trước tôi vì báo thù dần dần đánh mất bản thân. Tôi không thể dùng những hành động bất nghĩa để chống lại những sự việc bất nghĩa. Còn ở căn cứ Jenny bảo hôm nay trong cuộc họp thuyết minh đầu tư trong khu vực, chủ tịch Trang sẽ có bài phát biểu vô cùng đặc biệt về ICT. Ở đây chủ tịch Trang đang tập, trước khi lên phát biểu thì người của Michael hô cháy. Thế là mọi người bỏ chạy tán loạn để ra ngoài. Jenny cũng chạy tới bảo xe lăn không xuống được nên tôi đến phụ trách dẫn chủ tịch Han chạy đấy. Jenny vừa đưa chủ tịch Han đi thì Michael xuất hiện chặn vệ sĩ ông lại. Còn Jenny đẩy ông một đoạn tới chỗ thang thoát hiểm rồi bỏ đi. Bên ngoài phóng viên đang đưa tin vụ cháy. Mọi người hô hoán chủ tịch Han còn ở bên trong mau chóng cứu người. Thì trời ơi, ông không cần xe lăn nữa mà chạy bằng hai chân ra ngoài. Ai cũng bất ngờ vì chân ông không hề bị thương, phóng viên vội chạy tới vây quanh chụp hình. Và thế là tin tức được đưa lên rầm rộ, câu chuyện của chủ tịch Han vào 15 năm trước cũng được đào lại. Lúc đó ông đang chịu sự điều tra về chiếm dụng công quỹ, nhưng do ông đã cứu một binh sĩ nên dẫm trúng mìn làm bị thương ở hai chân. Và nhờ đó mà ông được phong làm anh hùng, câu chuyện điều tra cũng vì thế mà dừng lại. Nhưng ai ngờ câu chuyện ngày hôm nay mới biết tướng quân Han đã lừa dối nhân dân. Chủ tịch Trang cũng tỏ ra bất mãn với chủ tịch Han, không ngờ ông ta lại làm như vậy. Bỗng vệ sĩ chạy vào báo tiểu thư Trang Ni bị mất tích, trong khi đó thì Michael đang chở cô đi dạo. Ở trong bệnh viện, chủ tịch Han trợn mắt xem tin tức nói về mình, ông tức giận ném luôn remote TV. Che Jon đi vào hỏi việc này có phải sự thật không hả bố. Vì bị tình nghi chiếm dụng công quỹ nên bố mới diễn ra màn kịch này. Lúc đó bố không còn cách nào khác, nếu bị trình báo lên tòa án quân sự bố sẽ bị tổn hại nghiêm trọng. Cái thằng nhãi đưa bố đến cầu thang thoát hiểm chính là tay chân Bita Ben. Hắn biết bố coi trọng danh dự nên đã bôi cho chết chấu vào mặt bố. Con phải tìm mọi cách giết cho được cái tên Bita Ben đó. Ở đây chủ tịch Trang đang nói về giá cổ phiếu với giám đốc Lee thì Trang hô vào lo lắng vì do bê bối của chủ tịch Han nên các nhà đầu tư rút hết vốn lại.
Bỗng Chae-jon gọi bảo Chang-ho đến gặp Vi-an. Lúc này Chae-jon đang ở cùng Vi-an thì Chang-ho đi vào. Chae-jon cho Chang-ho biết Vi-an chính là cánh tay đắc lực của Bi-ta-ben rồi bỏ đi. Chang-ho đau khổ hỏi Vi-an không phải như thế phải không? Anh nhào tới bóp cổ cô nhưng Vi-an tức giận xô anh ra. Cô định đâm Chang-ho thì bị vệ sĩ anh ta ngăn lại. Còn ở đây Chang-ni cùng Michael đến một ngôi làng nhỏ du lịch. Nhưng sau đó anh cho cô uống chút rượu có thuốc mê để cô ngủ. Trước khi chìm vào giấc ngủ cô còn dặn anh không được đi đâu cho đến khi cô tỉnh dậy. Michael cũng đau lòng khi nhìn cô si tình như thế. Rồi anh mở điện thoại quan sát nhà chủ tịch Chang. Lúc sau anh đã có mặt ở đó, Michael bước tới giải quyết nhanh gọn ba tên ngoài sân. Sau đó Chang Ho đi ra cũng bị anh khống chế. Chủ tịch Chang ra tìm con trai cũng bị anh đấm một phát ngất đi. Anh treo hai bố con họ dưới tầng hầm nơi anh từng bị nhốt. Michael dùng roi quất dọa làm hai bố con run rẩy. Michael hỏi ông có biết Bo Be là con gái ông không? Chang Ho ngạc nhiên hỏi sao con nhỏ phóng viên đó là con bố được? Ta không biết đứa con gái đó, ta không quan tâm, tóm lại nếu ta chết nó cũng sẽ chết. Đúng là con người tuyệt tình đem sinh mệnh con gái mình ra mà đánh cược. Loại người như ông không đáng làm bẩn tay tôi rồi bỏ đi. Trên xe anh gọi cho Jenny bảo xác nhận bên Bo Be có xảy ra chuyện gì không cũng xác nhận xem Vi-an luôn. Jenny thắc mắc vì sao phải xác nhận Vi-an chứ. Còn ở nhà Bo Be, ông Tae-bo bảo sếp ra lệnh phải bảo vệ cháu, từ bây giờ cháu phải cẩn thận một chút. Michael về căn cứ thì được Jenny báo Bo Be rất an toàn nhưng Vi-an thì bị bắt rồi, chính là tên Bát Can. Ở đây Vi-an bị trói, cô hỏi Bát Can ở Las Vegas chắc là biết Bi-ta-ben chứ hả? Không, tôi không biết hắn, vậy bên đó trả anh bao nhiêu tiền tôi cũng có thể đáp ứng mà. Hợp đồng ký bên đó trước, tôi không muốn vì tiền mà phản bội đâu. Lúc này Jenny cũng đang cố gắng tìm vị trí của Vi-an. Nói đến cảnh sát Seoul đang tập trung điều tra về mối quan hệ của những người có liên quan. Cô xem lại hình chụp lúc bố bị bắn thì Van Bo vào cho biết rất khó để xác định là Bi-ta-ben làm vì trên người ông có rất nhiều vết thương và keo dán ở miệng nữa. Tae-so nhớ đến lúc gặp bố ở nhà chủ tịch Han và lúc thấy ông bị giết. Cô nghĩ nếu Bi-ta-ben không làm chắc chắn là do Chae-jon. Thế là khi Chae-jon vào xe thì cô xuất hiện chĩa súng vào anh rồi tịch thu súng anh ta mang theo. Nếu như ngộ nhỡ bố anh giết bố ruột tôi còn anh giết bố nuôi tôi thì sẽ như thế nào? Vậy thì lập tức mở súng bắn đi, còn nếu không thể khẳng định thì xuống xe đi. Nhất định lần sau tôi sẽ cầm lệnh bắt để thực hiện nguyện vọng của anh. Michael cũng ngồi trong xe nhìn tới khi hắn vừa lái xe đi thì anh bước ra. Tôi không nhớ gì về chuyện của 25 năm trước cả. Nếu bọn chúng có tội tôi sẽ dựa vào luật pháp để bắt chúng. Còn nữa, điều này cũng có hiệu lực với anh, nếu anh có tội tôi cũng sẽ bắt anh. Còn ở đây hai bố con chủ tịch Chang vẫn bị trói dưới hầm, họ cố hết sức la cứu mạng. Bảo vệ bên ngoài nghe thấy nên vội vã chạy vào cởi trói cho họ. Quay lại với Chang Ni khi tỉnh dậy không thấy Michael đâu. Cô lo lắng nghĩ anh lại bỏ em một mình rồi thì anh đi ra. Chang Ni liền ôm anh hỏi cả buổi tối anh vẫn ở bên cạnh em đúng không? Thấy anh gật đầu cô rất vui. Cô rủ anh cùng ra ngoài ăn sáng nhưng Michael từ chối vì sáng nay có cuộc họp. Anh hôn lên tay Trang Ni và theo đó là một chiếc nhẫn làm cô cảm thấy thật hạnh phúc mà ôm anh. Ở bệnh viện, chủ tịch Han nhận cuộc gọi yêu cầu triệu tập hội đồng quản trị. Lúc này Chae-jon đi vào, ông bảo con trai cùng đi với mình đến công ty. Đến công ty ông hỏi ai là người muốn cách chức ta. Lần này vì chuyện của chủ tịch mà hình tượng công ty chúng ta đã xấu đi rất nhiều. Chỉ có ngài mượn cơ hội này tạm thời từ chức thì may ra mới vớt vác được một chút. Ông tức giận hỏi tập đoàn này do ai xây dựng nên, bây giờ tôi đã hồi sinh rồi, 15 năm trước tôi phải nhờ xe lăn đi lại, bây giờ tôi đã có thể đứng lên vững vàng. Rồi ông giới thiệu người kế nhiệm tiếp theo sẽ là con trai độc nhất Han Chae-jon. Mọi người tuy không hài lòng nhưng không ai dám phản đối, đành vỗ tay hưởng ứng. Chae-jon ngồi vào ghế chủ tịch, hứa sẽ đưa tập đoàn trở nên hùng mạnh. Còn ở nhà chủ tịch Chang gọi nói hôm qua bị Bi-ta-ben nhốt dưới tầng hầm. Chang đi về nghe thấy bảo hôm qua Michael ở khách sạn cùng con mà. Vậy có thể Michael không phải là Bi-ta-ben, thế là bố cô bảo có thể do cô bị bệnh nên bắt vệ sĩ đưa cô nhốt về phòng. Jenny ở căn cứ cùng ông Tae-bo đang ngồi xem họ. Ông Tae-bo tò mò sao sếp lại hẹn hò với con gái chủ tịch Chang. Bởi vì cô ấy cũng nằm trong kế hoạch tác chiến lần này. Lúc này Michael đi vào hỏi về tình hình Vi-an. Thì Jenny cho biết chưa xác định được và Bát Can vẫn chưa thấy về. Ở đây Vi-an đang bị nhốt thì Chang hô vào hỏi về chỗ ở của Michael. Nhưng cô lại trêu chọc anh ta là con chó con rồi cười. Còn hai ông già đang bàn kế sách để đối phó Bi-ta-ben, chủ tịch Han đề nghị chủ tịch Chang hãy lợi dụng con gái mình là Bo Be. Trong khi đó Chae-jon đang làm việc thì cảnh sát Van đến. Về đồn cảnh sát Seoul đưa ra hình chụp bố lúc bị trúng đạn hỏi Chae-jon. Nhưng một lần nữa cô đã phải chịu thua hắn. Chae-jon còn cho cô biết 25 năm trước người phóng hỏa đốt nhà cô chính là người bố đã nuôi cô khôn lớn. Cảnh sát Seoul cảm thấy vô cùng bối rối, cô nhớ lại những gì Chae-jon nói rồi gọi hẹn gặp Bo Be. Ở đây Bo Be khuyên cô nên đến gặp anh trai mình để hỏi rõ sự thật. Trong khi đó hai bố con chủ tịch Chang mang quà đến nhà Bo Be. Mẹ cô chạy ra thấy họ hết hồn. Thấy vậy ông Tae-bo gọi báo cho Bo Be biết. Trong lúc đợi Bo Be về, hai bố con ngồi khui quà ra ăn ngon lành.
sau đó lại nằm ngủ tại chỗ, tức giận mẹ cô đem nước ra giày đuổi họ về. Còn Michael chở Changni đi dạo ở East City, sau đó anh đến gặp Bo Bè. Cô định nói cho anh biết bố mình chính là chủ tịch Trang, nhưng Michael bảo anh đã biết rồi, dù thế nào ông ấy cũng là bố em không thể nào nhận người bố như thế, nên em vẫn quyết định điều tra cho đến cùng. Nhưng dù gì em cũng muốn xin lỗi anh. Michael nhìn cô không nói gì mà ôm cô vào lòng. Lúc này Che Jon đến gặp Vi An hỏi Bita Ben đâu, rồi hắn điên cuồng đánh tới tấp vào cô. Bên này chủ tịch Trang đang nhờ anh Kim đẩy giá cổ phiếu lên, anh Kim đề nghị hai bố con nên bán hết cổ phần ra. Nhưng ông lo lắng nếu bán ra hết lỡ gặp sự cố gì thì sao, Trang Ho khuyên bố an tâm vì còn 3% cổ phần của Changni nên không sao. Thế là ông quyết định tin vào anh Kim bán hết cổ phần của hai bố con. Ở đây Changni báo với Michael cổ phần của Johnny đang tung ra ngoài. Được lệnh Michael, Changni bắt đầu mua hết các cổ phần, còn Che Jon đem máy tra tấn vào để tra tấn Vi An khai ra Bita Ben. Hắn đâm vào da thịt cô đau đớn chỉ biết là hách. Cuối cùng không thể chịu nổi sự tra tấn của hắn, Vi An khai ra mã ID mà anh ta có thể tiếp cận. Thế là ở đây Michael nhận được tin nếu hôm nay ở quảng trường Bita Ben không đến, Vi An sẽ chết. Suy nghĩ hồi lâu, Michael quyết định đi cứu Vi An, mặc dù Jenny hết lời khuyên can anh hỏi sếp tiến sĩ là vì ai mà chết. Tại quảng trường, Vi An đứng đợi Michael đến cứu. Cô nhớ đến lần đầu tiên được anh cứu ra từ bọn bắt cóc, sau đó cả hai cùng nhau tập luyện kiếm rồi còn trao nhau nụ hôn ngọt ngào. Nhưng cuối cùng cô đã phản bội anh một cách đau đớn, nhưng anh đã không giết cô mà còn cứu cô lần nữa. Vi An thật không dám nhớ tới nữa vì cảm thấy có lỗi với anh vô cùng. Bọn họ nôn nóng vì không thấy Michael xuất hiện, thế là Che Jon chĩa súng vào đầu Vi An gọi Michael xuất hiện, nếu không hắn sẽ bắn cô. Bỗng Michael ném phi tiêu trúng tay Che Jon làm súng rơi xuống, Batcan tiến tới tấn công Michael. Anh đang đấu tay đôi với Batcan thì Vi An thấy Trang Ho nhắm súng bắn anh, thế là cô đã chạy tới bên Michael đỡ lấy hai phát súng cho anh. Trước khi ra đi, cô xin anh tha thứ và còn không quên nói em yêu anh. Michael đau đớn ôm cô vào lòng hét gọi Vi An hãy tỉnh lại đi em. Tức giận anh đặt Vi An nằm xuống tiến tới chĩa súng vào Trang Ho, Che Jon lại chĩa súng vào anh. Michael bắt Trang Ho đến bế Vi An lên, lần sau ta nhất định không tha cho các ngươi. Jenny chạy xe ném Trang Ho ra đường. Trên xe Michael ôm xác Vi An đau khổ, anh nhớ lại những khoảnh khắc bên nhau cùng cô. Những lời nói yêu thương cô dành cho anh mặc dù luôn bị anh từ chối. Còn Che Jon về nhà gặp bố, ông bảo chúng ta không nên đối đầu với Bita Ben nữa bởi vì bố không muốn mất con. Nhưng Che Jon không chấp nhận bằng mọi cách, con nhất định phải giết được hắn. Ở căn cứ, Michael đi ra bảo trò chơi giờ mới bắt đầu, nợ máu phải trả bằng máu. Sau đó ông Tebo về nói cho Bo Be biết chuyện của Vi An thì hai bố con chủ tịch Trang mò đến. Ông xin Bo Be hãy tha thứ cho bố vì bố muốn tìm lại đứa con bị thất lạc. Bỗng mẹ cô về bảo họ hãy mau ra khỏi nhà. Nhưng ông chạy theo bà vào phòng quỳ xuống xin bà tha thứ. Tức giận bà hỏi ông cần gì thì hãy nói ra mau đi. Ông bảo người đang muốn giết tôi là Bita Ben nhưng mà nó lại quen với Bo Be. Bên ngoài Bo Be tức giận hỏi anh bảo tôi cầu xin Michael tha mạng cho anh à. Không phải cầu xin đâu em gái, chỉ cần hắn chịu hứa sẽ không giết chúng ta thôi. Rồi Trang Ho quỳ xuống xin Bo Be hãy giúp đỡ. Sau đó hai bố con trên xe chủ tịch Trang bảo con nha đầu đó thật là vô tình. Quay lại với Michael đang ở căn cứ thì Bo Be vào gặp. Anh chở cô đi ra ngoài nói chuyện, hai người cùng đi dạo, cô nói rằng em muốn ở bên anh. Bo Be à, anh chưa làm được gì cho em và cũng không thể ở bên cạnh em được. Em tin rằng một ngày nào đó chúng ta sẽ được ở bên nhau. Michael nhìn cô cười rồi cả hai trao nhau nụ hôn. Sau đó trở về căn biệt thự của anh nằm ngủ trong lòng cô. Bo Be vuốt tóc anh nghĩ mỗi phút giây ở bên nhau em hy vọng anh có thể phai đi sự phẫn nộ, sự hận thù. Hôm sau tại đồn cảnh sát Van, Bo chạy vào đưa tài liệu nói vào ngày 3 tháng 4 máy tính tại phòng dữ liệu đã bị hacker đột nhập, camera lúc đó cũng không có quay. Bỗng Taeso nhớ lại vào ngày đó cô đã nhìn thấy Che Jon đi ra. Thế là cô đến gặp bố con chủ tịch Han hỏi về chuyện 25 năm trước của bố nuôi. Ông cho cô biết chính Seo Hee-un đã đốt cả nhà cho He Jon và bế cô về nuôi. Nhưng cô không tin còn tuyên bố sẽ điều tra cho ra mọi chuyện rồi bỏ đi. Chủ tịch Han tức giận ra lệnh cho con trai hãy bắt đầu giải quyết con nhỏ này đi. Về phần chủ tịch Trang, cả nhà đang ngồi ở văn phòng thì Bo Be đi vào. Trang Ni thắc mắc vì sao cô ta lại tới đây, nhưng ông bảo Trang Ho dắt cô đi về nhà. Bo Be bảo nếu ông đã làm sai thì hãy thành thật đến gặp anh ta nhận tội đi, tôi chỉ có thể giúp ông đến đây thôi rồi bỏ đi. Trang Ho chạy vô hỏi cô ấy nói sao bố. Nó bảo bố con ta đến gặp hắn ta mà cầu xin được tha tội. Thế là hai bố con chạy tới gặp chủ tịch Han nói hãy cùng đến cầu xin tha tội. Nhưng chủ tịch Han cho biết em gái Bita Ben đang điều tra về vụ án của hắn. Trong lúc này mà chúng ta nhận tội thì sẽ vào tù ngồi à? Bây giờ chúng ta chỉ có một con đường có thể chọn mà thôi. Thế là Taeso đang làm việc thì có cuộc gọi báo Michael đang bị thương nhờ cô tới giúp. Taeso lo lắng chạy đi theo sự hướng dẫn của họ. Đến nơi cô đi vào thấy có người đeo mặt nạ đang nằm trên sofa. Cô đi tới hỏi anh bị thương có nặng không. Nhưng khi Taeso chòm tới thì người mặt nạ tấn công cô.
Khi Tetsuo bị hắn đá một phát, cô liền rút súng bắt hắn tháo mặt nạ ra, thì ra người đeo mặt nạ lại là một cô gái. Tôi đến đây là để bắt Bita Ben nên chỉ cần bắt cô thì hắn sẽ tới. Cô ta đưa tay lên rút cây châm xõa tóc quay một phát làm Tetsuo choáng váng. Cô đã trúng độc rồi, toàn thân suy yếu không cần phải phí sức nữa. Nhưng Tetsuo vẫn yếu ớt cố nhào tới đánh cô ta, cô bị đá một phát ngã nhào ra sofa. Cô ta tiến tới bóp cổ Tetsuo định đâm cô bằng cây châm độc thì đã bị Maiko đến kéo ra tát một cái ngã nhào. Vậy mà cô ta vẫn ngoan cố cầm cây châm nhào tới tấn công anh, Maiko liền tặng cho cô ta một cú đá cấm đầu liền bỏ chạy. Trong lúc đánh Maiko bị cây châm độc làm trọng thương, Tetsuo lo lắng băng lại cho anh còn bảo anh nên đến bệnh viện, nhưng Maiko nói không cần đâu. Em đã gặp chủ tịch Han nói với ông ta sẽ điều tra lại vụ án nên ông ta muốn giết em. Kang Hee à, bọn người đó rất nguy hiểm, em đừng nhúng tay vào, hãy để cho anh. Em xin anh đó đừng phục thù gì nữa, hãy để pháp luật trừng trị bọn chúng. Lúc này Jenny chạy xe tới đỡ Maiko đi. Trên xe Jenny đưa thuốc giải độc cho Maiko uống. Anh nói sau khi hắn tới cầu xin Bobe thì lại quay qua tấn công Tetsuo. Sau đó anh đến gặp Changni, cô lấy ra một hộp có hai chiếc đồng hồ vì anh mà em đã đặc biệt mua nó. Cô đeo đồng hồ vào tay cho anh rồi đưa tay ra cho anh đeo cho cô. Changni à, anh xin lỗi em. Nhưng cô không để ý lời xin lỗi của Maiko mà vui vẻ lấy văn kiện mà anh đã nhờ cô lấy ra đưa. Lúc này tại công ty Chunmi, anh Kim vào đưa tài liệu về lợi nhuận cho bố con chủ tịch Trang xem. Anh hẹn hai bố con chiều ngày mai sẽ có kết quả. Chủ tịch Trang bảo chúng ta hãy giao toàn bộ việc này cho anh Kim giải quyết, giờ chúng ta phải đi họp tại cuộc họp ban quản trị của tập đoàn Chunmi. Các cổ đông yêu cầu chủ tịch Trang nên từ chức, nhưng ông cho rằng cổ phần của tôi là 48%, con gái tôi 3%, tổng cộng 51%, tôi vẫn là cổ đông lớn nhất. Lúc này chủ tịch Cổ vào nói tôi có 17% trong công ty này, làm hai bố con ngơ ngác. Sau đó ngồi đợi Trang đi về, ông hỏi con đã bán hết cổ phần của mình rồi sao? Cô ngơ ngác bảo con không hề bán, nhưng có 3%, bố làm gì la lớn thế? Vì 3% của em mà quyền kinh doanh công ty thuộc về người khác đó. Chủ tịch La Hách tức giận chịu không nổi, Trang đi lo lắng bảo Maiko nói muốn hòa giải với bố nên con mới đưa cổ phần cho anh ấy. Chủ tịch Trang chỉ biết kêu trời, Trang đi đau khổ nghĩ không thể nào, anh ấy sao lại đối xử với mình như thế. Cô lấy điện thoại ra gọi Maiko thì không liên lạc được. Cô nước mắt tuôn trào tự hỏi anh lợi dụng em sao Maiko. Còn tại căn cứ, anh Kim nhập dữ liệu cổ phiếu tập đoàn Chunmi rơi thê thảm, hai người hớn hở đập tay chúc mừng. Trong khi đó tại công ty Trang Ho lại không thấy anh Kim đâu. Anh đến mở máy lên kiểm tra thì thấy giá cổ phiếu đã giảm xuống tận đấy. Riêng chủ tịch Trang đến báo cho chủ tịch Han biết tình hình của công ty. Trang đi đã bị Maiko lừa lấy hết cổ phần, còn tên Kim đã gạt chúng ta, giờ giá cổ phiếu đã giảm một cách thê thảm. Thế là chủ tịch Han đưa ra hồ sơ bảo cô anh Tử là người nhìn xa hiểu rộng. Cô ấy nói những bất động sản xung quanh thành phố East City sẽ tạo dựng cho chúng ta danh tiếng thứ hai của thành phố phức hợp đó. Nên cô ấy kiến nghị chúng ta mua lại bất động sản xung quanh đó. Bỗng thư ký vào đưa bản phân tích giá bất động sản cho ông. Chủ tịch Han vừa xem xong run rẩy hỏi đây là cái gì. Ông lấy điện thoại ra gọi cho cô anh Tử thì được biết họ đã về Nhật Bản rồi. Thế là hai ông già lao đao vì bị ăn trúng quả lừa to tướng. Khi hai ông suy nghĩ lại mới nhận ra tất cả đã nằm trong kế hoạch của Bita Ben. Tịch Trang khóc than ôm chủ tịch Han hỏi bây giờ tôi và ông phải làm như thế nào đây. Trong khi đó Maiko ngồi cùng chủ tịch Cổ và chủ tịch bên Nhật Bản. Chủ tịch Cổ bảo tập đoàn Hanmi và tập đoàn Chunmi chúng ta đã chơi xong rồi, thị trường bây giờ không còn là của họ nữa rồi, cả ba cười cụng ly. Sau đó Maiko cùng ông Tebo mời ba người họ uống rượu để cảm ơn, nếu không có các vị thì kế hoạch này rất khó thành công. Hôm sau Maiko giới thiệu về East City cho các nhà đầu tư, chủ tịch Han cùng Trang Ho núp một góc quan sát, sau đó về nhà hai ông già bàn kế hoạch để phá hoại East City. Và thế là báo chí đưa tin chủ tịch Cổ cùng Maiko. Lúc này Che Jon gọi cho cục trưởng bảo muốn chứng minh mình không hề cấu kết với Bita Ben. Ở đồn cảnh sát Van Bo chạy vào báo với Tetsuo rằng bên cục tình báo đang điều tra Maiko và muốn chúng ta lập tức bắt hắn. Trong khi đó Che Jon đã có mặt ở East City, hắn đứng nhìn Maiko đang nói chuyện cùng các nhà đầu tư, Tetsuo cũng đang trên đường đến East City theo lệnh bắt anh. Ở đây Trang Ho đến bảo các người đã bị hắn gạt rồi, Maiko Kim chính là Bita Ben đó. Nghe vậy các nhà đầu tư không rõ chuyện gì nên rời đi, còn lại mình Maiko. Sau đó bọn chúng cho vệ sĩ đến tấn công anh, một mình Maiko đánh tay đôi cùng bọn chúng. Cuối cùng anh đã bị bọn chúng đánh rất tơi tả, cùng lúc đó Tetsuo cũng vừa đến, cô nhìn lên thấy anh bị đánh. Cô nhớ lại tình thương mà anh dành cho đứa em gái, sự hy sinh cao cả không màng nguy hiểm của anh, Tetsuo chạy tới hét lên không được. Khi Maiko đã bị thương nặng, Che Jon ném gậy tới cho bát can tiếp tục đánh anh. May thay Tetsuo chạy tới bắn súng bảo đứng im thì bọn chúng liền bỏ chạy. Cô chạy tới bên anh trai thì Che Jon đi tới, tôi muốn xem cô làm sao bắt anh ruột của mình. Cô chĩa súng vào Che Jon tức run mà không thể bắn hắn được. Khi hắn bỏ đi, Tetsuo lo lắng đến bên anh trai khóc hét gọi xe cấp cứu. Trên xe cấp cứu tay Maiko bị còng, cô bảo anh hãy dừng tay đi đừng phục thù nữa mà. Em đã nói rồi, anh hãy giao toàn bộ lại cho em.
Em sẽ dùng pháp luật để giải quyết. Đối với bọn chúng không thể dùng pháp luật được, anh sẽ lấy đi toàn bộ đồ của kẻ địch và sinh mạng của chúng. Phục thù có thành công thì bố mẹ cũng đã mất rồi, có sống lại được sao? Lúc này tên Che John cũng theo sát xe cấp cứu để theo dõi. Michael bảo Kang Hee à, anh còn việc chưa hoàn thành, anh không thể bị bắt. Anh đừng hy vọng em sẽ thả anh, tuyệt đối không được. Lúc này Van Bo gọi cho cô báo xe của Che John luôn bám theo chúng ta. Sau đó suy nghĩ hồi lâu, Tae So bảo anh hãy bắt em làm con tin để chạy thoát. Bởi vì nếu bây giờ em bắt anh, toàn bộ tội lỗi sẽ mình anh gánh chịu. Nếu anh có tội em sẽ bắt, nhưng bây giờ thì không phải lúc. Cô đưa súng cầm tay anh trai tự bắn vào tay mình. Bên ngoài nghe tiếng súng, cảnh sát liền dừng xe lại. Che John cũng đi xuống nhìn tới. Michael bắt Tae So làm con tin thì Jenny chạy xe đến ném đạn khói bay mù mịt. Anh cảm ơn em gái rồi phóng lên xe chạy đi. Cô nhìn theo xe anh trai chạy khuất dần, tự nhũ đừng để bị bắt lại nhé Choi Kang Ta. Ở đây hai ông già lo lắng vì còn mấy ngày nữa là kết thúc đầu tư vào East City. Nhưng chủ tịch Han bảo không cần lo vì tên đó đang lên đường đến nhà giam rồi. Ai ngờ chủ tịch Trang có điện thoại báo Michael đã chạy thoát nữa rồi. Còn Tae So thì được y tá băng lại vết thương. Cô cầm điện thoại lên nhớ lại lúc anh đưa bảo dùng điện thoại này có thể liên lạc với anh bất cứ lúc nào. Y tá vừa ra khỏi thì Che John vào. Bắt đầu từ lúc nào mà Bita Ben lại hy sinh em gái mình vậy? Rồi hắn ta bước tới ấn vào cổ Tae So, cô đừng làm cảnh sát nữa. Tae So gạt tay hắn ra bảo tôi đã biết được, chính anh đã giết nghĩa phụ tôi. Tôi nhất định sẽ tìm được chứng cứ bắt anh. Cô làm được sao? Bởi vì tôi sắp được phục chức rồi, bỏ đi. Tại căn cứ, chủ tịch Cô đến bảo những nhà đầu tư nói nếu sếp không giải thích rõ họ sẽ không đầu tư. Michael bảo tôi không thể giải thích được rồi bỏ đi. Hôm sau tại đồn cảnh sát, Van vào báo cho Tae So rằng cô đang sắp bị điều tra nội bộ. Bởi vì Che John gửi hồ sơ lên tổng cục trình báo vụ việc lần này là do cô cố ý thả Bita Ben. Còn ở nhà hai bố con chủ tịch Trang đang hối hận vì đã không nghe lời bố bè. May ra nể tình nó là con gái ta nên tha một mạng. Bỗng Trang đi tới nghe thấy hỏi bố nói gì, bố bè là con gái của bố sao? Con nghe nhầm rồi, bố chỉ có mình con thôi. Trang đi nghe vậy bực bội bỏ đi. Cô đến gặp bố bè hỏi Michael đang ở đâu, tại sao cô lại hỏi tôi. Cô đừng nghĩ cô và tôi là cùng bố khác mẹ thì tập đoàn John Mi sẽ là của cô. Giờ tôi chỉ muốn biết Michael đang ở đâu. Cô biết để làm gì, bởi vì bố cô 25 năm trước chính là người đã giết bố anh ấy rồi bố bè bỏ đi. Trang đi thẩn thờ nghĩ thì ra là vì trả thù anh ấy mới tiếp cận tôi. Sau đó cô chạy về hỏi có phải bố đã giết bố Michael không nên anh ấy mới làm thế với con. Bố ơi, hiện giờ chưa muộn, bố hãy cầu xin Michael tha thứ đi. Thế là Trang hô ra hiệu cho vệ sĩ đưa cô về phòng. Trong khi đó, ông Tae-bo đang ngồi uống rượu thì bố bè về hỏi sao ông ngồi ở đây. Vì ta lo cho sếp, việc của sếp đã bị bọn chúng phá hoại rồi. Còn Michael ngồi ở căn cứ buồn nhớ lại lời em gái nói. Jenny à, Kang Hee và tôi, hai anh em tôi có thể hạnh phúc không? Giống như lúc 25 năm về trước ấy. Trong khi đó, chủ tịch Han báo cho chủ tịch Trang là đã tìm được người đầu tư, đó là một tỷ phú ở Mỹ tên Giọt Ban. Còn Trang đi đau khổ khóc ngất vì những gì mà bố đã gây ra cho Michael. Lúc này, chủ tịch Trang gọi cho chủ tịch Cô yêu cầu ông trả lại 17% cổ phần đã mua. Thì bố bè vào bảo đối với Michael không phải là báo thù mà là muốn phục hồi danh dự cho bố anh ấy. Nếu như chủ tịch muốn nói sự thật, con sẽ truyền đạt lại cho Michael và cầu xin anh ấy tha thứ. Thế là ông đồng ý kể lại câu chuyện của 25 năm trước. Lúc này bố bè cũng lén mở ghi âm lên, sau đó cô đến tìm Michael đưa điện thoại cho anh. Quay lại với Tae So, vừa bước xuống xe thì có người đánh ngất rồi vác cô đi. Hắn chở cô đến nhà chủ tịch Trang bắt nhốt cô dưới hầm. Mấy ngày trước anh của cô đã bị treo ở đây, hôm nay lại tới phiên em gái của mình. Che John, ngươi đúng là hết thuốc chữa. Hắn tức giận lấy roi định đánh cô thì vệ sĩ đem vào hai cái điện thoại nói của cảnh sát xeo. Hắn liền gọi điện thì Michael bắt máy. Hắn cho anh biết đang treo Choi Kang Hee. Han Che John, tôi khuyên đừng đụng tới em gái tôi rồi, anh yêu cầu được nói chuyện với em gái. Thế là hắn đưa điện thoại cho Tae So nói chuyện. Anh đừng đến một mình mà hãy gọi cảnh sát. Hắn lấy lại điện thoại bảo tôi cho anh 2 tiếng đồng hồ để đến đây, rồi tức giận tát Tae So. Michael tức giận đứng lên, Jenny chạy vào hỏi sếp đã xảy ra chuyện gì. Han Che John đã bắt Kang Hee rồi bỏ đi. Bố bè lo lắng định chạy theo nhưng Jenny ngăn lại. Lúc này ở nhà chủ tịch Trang, Trang đi cũng vừa đi ra ngoài về, cô nhìn xung quanh thấy rất nhiều vệ sĩ liền hỏi có chuyện gì. Nhưng vệ sĩ ấp úng thì cô thấy anh trai cùng Che John đi ra với vẻ rất đáng nghi. Cô về phòng suy nghĩ không yên thì giật mình khi nghe tiếng đánh nhau bên ngoài. Michael xong vào đánh tay đôi với hai tên vệ sĩ. Bỗng lúc này Trang Ni chạy vào bảo anh trai hãy cứu em, hắn để trái lựu trên người em. Cô mở một nút áo khoác ra cho mọi người thấy. Michael đứng lên ấn vào cổ Trang Ni, đưa em gái tôi qua đây chúng ta sẽ cùng trao đổi. Tức giận Che John ra lệnh thả Tae So ra. Anh nhìn Trang Ni bảo cảm ơn em. Anh bế em gái lên nói trước khi tôi rời khỏi đây nếu ai có động tĩnh gì thì sẽ chết chung đấy. Trang Ni ngồi khuỵu xuống khóc nức nở.
đến khi vệ sĩ vào mở hết khuy áo ra mới biết đã bị cô lừa. Trang Ho tức giận hỏi sao em lại làm thế. Riêng Michael ngồi nhìn em gái đang nằm đó mà đau lòng. Bobe cũng chỉ biết đứng bên cạnh anh mà không nói được gì. Anh rất muốn họ phải nếm mùi đau khổ nhưng mà anh đã hứa với em gái là sẽ không hại ai nữa hết. Nhưng mà không thể không lấy mạng bọn họ được rồi bỏ ra ngoài. Bobe ngồi bên cạnh Teso nói tôi cũng thế đấy, cảnh sát Cell à, không thể nào tha thứ cho bọn họ được. Trong khi đó, tại phòng cảnh sát Cell, bọn vệ sĩ của chúng đã lục tìm lấy hồ sơ thì cảnh sát vào phát hiện nhưng bị bọn chúng đánh ngất. Hôm sau, hai ông già hớn hở nói về việc đã làm cho Michael thất bại trong vụ ICT. Trang đi đứng nghe hết mọi chuyện, thế là cô quyết định lén mở két sắt lấy hồ sơ quan trọng về ICT. Michael, em sẽ làm hết sức để ngăn chặn việc này. Còn Bobe tập trung viết báo nói rõ sự thật câu chuyện của 25 năm trước. Sáng hôm sau, chủ tịch Trang hớn hở vì hôm nay là ngày quyết định thắng bại của ICT. Bỗng Trang hô đem báo vào đưa cho bố xem. Cái con bé Bobe nó đưa câu chuyện 25 năm trước bố đã làm lên Trang đầu. Ông xem mà cảm thấy choáng váng mặt mày, chắc bố phải chết trong tay nó rồi. Ở đây chủ tịch Han tức giận khi đọc báo thì Che Jon vào báo bên ngoài có rất nhiều ký giả. Ông ta bảo trước khi sự việc bại lộ chúng ta tranh thủ tới ICT đi. Bên này chủ tịch Trang vừa chạy xe ra cũng bị các ký giả vây quanh hỏi về câu chuyện 25 năm trước. Còn Trang Nico đau khổ đổ một nắm thuốc ra cho từng viên vào miệng mà nước mắt tuôn trào. Cô nhớ đến hình bóng của Michael, người mà cô đã yêu rất sâu nặng. Riêng Bobe nhận được văn kiện Trang Ni gửi đến cô nói nhất định phải giao cái gì cho Michael vì đây là món quà cuối cùng của Trang Ni. Trong khi đó, tại ICT, chủ tịch Han khuyên chủ tịch Trang không cần lo lắng sự việc chưa lộ ra thì các nhà đầu tư sẽ đứng về phía ta. Khi bước vào cuộc phát biểu, ông Tebo đến đưa cho chủ tịch Cổ tập hồ sơ. Khi chủ tịch Cổ mở ra xem, ông đi lên đưa cho lãnh đạo, sau đó đứng lên phát biểu về thành phố ICT mà công ty ông sẽ thực hiện. Tiếp theo, chủ tịch Han đứng lên phát biểu thì bỗng nghe âm thanh của họ phát ra nói về âm mưu mà hai ông già đã bàn nhau. Họ cho rằng chỉ cần thắng đấu thầu ICT để lấy tiền là được, Đại Hàn Dân Quốc đối với chúng ta không có lợi ích gì. Các nhà đầu tư tức giận, đúng là hành động bỉ ổi. Michael ở căn cứ cũng đang xem tất cả mọi diễn biến ở đó. Các nhà đầu tư vô cùng phẫn nộ khi nghe ông ta nói là sẽ phá toàn bộ sự nghiệp mà Michael gây dựng bấy lâu, sếp giờ chỉ còn đợi sự phán quyết cuối cùng thôi. Sau đó kết thúc, bên đầu tư tuyên bố quyền kinh doanh ICT sẽ do Michael bên Comberson đảm nhận, mọi người vỗ tay tán thưởng. Chủ tịch Han hỏi chủ tịch Trang chuyện này rốt cuộc là thế nào. Tôi dám chắc là có ai đó đã lấy cắp bản hợp đồng rồi. Thế là hai ông già đổ lỗi qua lại rồi kể tội của nhau. Phóng viên chen chúc nhau quay quanh chụp hình, chúc mừng sếp, mục đích cuối cùng cũng đã đạt được rồi. Nhưng Michael ngồi lặng lẽ không nói gì, có phải anh đang lo lắng cho Trang Ni? Tôi sợ cô ấy sẽ sống trong sự dai dứt vì đã phản bội bố mình. Sau đó trên xe về, chủ tịch Trang thắc mắc vì sao họ lại có bản hợp đồng của bố vậy hả? Không lẽ là do Trang Ni đã lấy đưa cho Michael? Thế là Trang hô gọi điện về nhà. Trong khi đó ở nhà, vệ sĩ vào phát hiện cô đang bị hôn mê nên bế cô chạy đi. Trang hô gọi điện hay tin, hai bố con liền vội vã chạy vào bệnh viện. Đến nơi, vệ sĩ đưa bức thư tìm thấy trong phòng Trang Ni cho hai bố con. Trong thư, cô xin lỗi bố vì đã gây ra sự tổn hại cho ông trước khi ra đi. Nhưng dù thế nào con vẫn yêu bố vĩnh biệt. Đọc xong thư, con gái ông vô cùng đau lòng. Trong khi đó, Bobe đến chúc mừng Michael đã thành công ở ICT. Hai tập đoàn của nhà họ vì chuyện này mà phá sản. Bây giờ chuyện Michael báo thù giờ cũng nên kết thúc rồi. Bỗng Jenny vào báo Trang Ni đã uống thuốc tự soát rồi, bây giờ đang trong trạng thái hôn mê. Còn chủ tịch Han xem lại tin tức mà rụng rời tay chân, ông cầm gậy đập phá hách công ty phá sản rồi. Lúc này Cổ Đông đi vào ném luôn bộ quân phục của ông xuống rồi dẫm đạp lên nó. Bỗng Che Jon đi vào đuổi họ ra ngoài. Anh nhìn mọi thứ tang tành dưới sàn rồi đến nhặt mũ lên. Bố à, con đưa bố về phòng nghỉ ngơi nhé. Ngay lúc này anh nhận cuộc gọi bảo anh mau đi trốn vì cảnh sát đã phát hiện được dấu vân tay của anh rồi. Che Jon cho bố biết cảnh sát Cell đang trên đường đến đây bắt con. Ông hỏi có phải là vụ giết Cell Hyun không? Nếu vậy thì con hãy mau trốn ra nước ngoài đi. Không, con đã hứa với bố sẽ thủ tiêu Choi Kang Ta, nhất định con sẽ làm được rồi, bỏ đi. Khi cảnh sát Cell đi vào cầm theo lệnh bắt thì chủ tịch Han mặc quân phục ngồi đó. Cô nói vụ án của 25 năm trước đã bại lộ rồi, ông chính là kẻ giết người. Như thế đã sao, vì thời gian thi hành án đã hết. Nếu vậy thì ông xem cái này đi, vụ án trưởng quan Lee là do con trai ông chủ mưu Trang Ho là đồng phạm. Lần này ông có mướn nhiều luật sư giỏi đi chăng nữa cũng không làm được gì đâu. Chuẩn bị đi thăm con ông nhé, rồi bỏ đi. Sau đó Taiso đến bệnh viện đưa lệnh bắt Trang Ho. Ông đau khổ than tất cả là tại tên Choi Kang Ta mà gia đình tan nát rồi. Trên xe chở Trang Ho về đồn, tên tình báo người của Che Jon lén đưa chìa khóa cho anh ta mở còng. Thế là khi xe vừa dừng đèn đỏ, hắn đánh Van Bo một phát rồi chạy đi. Teso và Van Bo rượt đuổi giáo giết nhưng cuối cùng lại bị mất dấu hắn. Trong khi đó, chủ tịch Cổ cảm ơn sếp đã giúp trong vụ ICT. Từ hôm nay tôi sẽ không nhúng tay vào việc gì nữa. Lúc này chủ tịch Han gọi cho con trai nói Choi Kang Ta đang có mặt ở ICT nói chuyện với chủ tịch Cổ. Con hãy lên kế hoạch đi. Thế là Che Jon mở cốp xe, ra bên trong là quả bom.
Còn Michael đang đi thì có sát thủ tới tấn công anh, hắn dùng kiếm cố lấy mạng Michael cho bằng được. Nhưng cuối cùng đã bị anh cho một nhát kiếm gục ngã thì chủ tịch Han xuất hiện bắn tới tấp vào anh, nhưng Michael đã tránh được những phát đạn của ông. Khi súng đã không còn đạn, Michael bước ra bảo ông hãy bỏ cuộc đi, ông hãy xin bố tôi tha thứ. Thế là ông ta bước tới quỳ xuống khóc lóc xin lỗi Choi Kang-ta. Hắn tận dụng cơ hội Kang-ta không đề phòng lén rút thêm khẩu súng sau lưng ra bắn anh, nhưng đã bị anh chụp tay giữ lại. Tôi sẽ không giết ông đâu, tôi sẽ để ông sống để cảm nhận được sự đau khổ còn hơn cái chết. Hai người cố ghì cây súng thì có một phát đạn vang lên, ông ta tự bắn trúng mình và đăng xuất. Chae-jon cũng có mặt ở đây, nghe tiếng súng anh hét gọi tìm bố. Khi thấy bố đang nằm đó, Chae-jon run rẩy tới ôm chầm lấy ông. Còn Trang Ho đang ngồi ăn thì thấy báo đăng tin truy nã mình, bỗng TV phát sóng tin tức chủ tịch Han đã ra đi mãi mãi. Anh lo lắng lấy điện thoại ra gọi cho bố thì điện thoại hết pin. Ở đây chủ tịch Trang đang xem tin tức thì Trang Ho gọi, ông khuyên con trai giờ chỉ còn cách đi theo Chae-jon thôi. Thế là Trang Ho lén tìm gặp Chae-jon, anh đề nghị Chae-jon cùng mình đi tàu trốn qua Trung Quốc. Nhưng Chae-jon không đồng ý vì phải ở đây để giết cho được Bi-ta-ben. Hôm sau Bo Bae đang đi thì Chae-jon xuất hiện, hắn cho người tới bắt cô. Rồi quay video gửi cho Michael hẹn anh đến. Trên xe Bo Bae hỏi tại sao anh lại trở thành người như thế này. Chae-jon hét lên là do tôi muốn đó. Tại đồn cảnh sát Van Bo vào báo vụ án, trưởng quan Lee có thấy hai bố con chủ tịch Trang đi vào. Lúc này tại bệnh viện vệ sĩ vào báo có rất nhiều cảnh sát bên ngoài nên khuyên ông trốn đi. Thế là ông giả làm người quét dọn để trốn ra ngoài. Nhưng khi đang ở khách sạn lại bị phát hiện, thế là phải trốn đi tiếp. Ông mò đến nhà gặp mẹ Bo Bae xin bà cho tôi một chút gì để ăn. Bà khuyên ông nên ra đầu thú đi chứ chạy trốn được đến bao giờ. Nghe lời bà, ông lấy điện thoại gọi Trang Ho bảo con mau ra đầu thú đi, cái thằng Chae-jon nó điên loạn rồi. Sao lúc đầu bố bảo con theo anh ta, giờ không kịp nữa rồi, con xin lỗi. Tôi mệt mỏi quá sẽ ngủ một lúc, trong lúc tôi ngủ bà hãy gọi cảnh sát đi. Về đồn, ông nói cho cảnh sát Seo biết Chae-jon đã bắt Bo Bae để tìm cách giết Bi-ta-ben tại East City đó. Nghe vậy cô gọi điện yêu cầu lệnh xin máy bay trực thăng để hành động. Trong khi đó Michael đang chạy mô tô đến East City, anh lái xe xông vào hai sát thủ đang đứng. Lúc này trực thăng của cảnh sát cũng đang được điều động tới. Tae-so từ trên cao nhìn xuống thấy họ đang đánh nhau ở phía dưới. Trực thăng hạ cánh, cảnh sát liền chạy xuống. Bên này xe cảnh sát cũng đến nơi bao vây toàn bộ. Thế là Chae-jon dắt Bo Bae rời đi. Michael liền chạy mô tô đuổi theo giáo giết. Đang chạy thì xe cảnh sát chặn giữa đường, hắn buộc phải thắng gấp. Tae-so đứng chĩa súng vào hắn, nhưng Chae-jon điên cuồng xuống xe chĩa súng vào hai anh em Michael. Đồng thời hắn bắt Bo Bae xuống làm con tin. Choi Kang-ta, mày chọn đi, những phụ nữ mà mày yêu đều ở đây, tao sẽ thả một người. Rồi hắn đưa súng bắn vào Kang-hee, tuy bị trúng đạn cô cũng cho hắn một phát vào tay làm rơi súng xuống. Michael nhào tới ôm em gái gọi Kang-hee, thì Chae-jon tới nhặt súng định bắn nhưng lại hết đạn. Michael cầm súng lên thì cô xin anh đừng bắn, nhưng anh tức giận tiến tới gần Chae-jon định cho hắn một phát. Nhưng Kang-hee xin anh đừng bắn vì như thế sẽ phạm tội, anh tức giận ném cây súng xuống biển rồi chạy tới ôm em gái. Chae-jon liền lấy mô tô của anh chạy đi, còn ở đây Kang-hee mong anh sau này hãy sống thật hạnh phúc. Anh à, em thương anh lắm nhưng giờ em phải đi rồi. Michael đau đớn nhìn em gái ra đi trong vòng tay mình mà hét gọi Kang-hee. Bỗng tên Chae-jon lái mô tô quay lại, thế là Michael đặt em gái xuống lái xe hắn chạy tới. Bỗng hắn dừng xe lại cầm nút nhấn cho xe nổ. Bo Bae nhìn tới điếng người khi thấy chiếc xe đang bốc cháy, cô la hét chạy tới gọi Michael. Bên này Trang Ho cũng bị cảnh sát bắt về. Chae-jon về công ty uống rượu xem tin tức nói về vụ nổ, nhưng lại không tìm thấy thi thể Bi-ta-ben trong đó, và hiện tại cảnh sát cũng đang truy nã Chae-jon. Hắn ngồi nghe tin tức rồi cười tự lấy súng kết thúc cuộc đời của mình. Thời gian sau Chang-ni đã tỉnh lại, cô quyết định lên đường đi du học. Trong khi đó ông Tae-bo đến cửa hàng mua hai chiếc áo tình nhân, một chiếc ông đem về tặng cho Bo Bae làm quà. Còn bảo hôm nay cháu hãy mặc bộ đồ này nhé. Vâng ạ, hôm nay cháu sẽ mặc. Thế là cô mặc áo ông tặng, đạp xe ra công viên thì nhìn thấy ai giống Michael. Bo Bae liền chạy vào tìm thì không thấy ai, cô nghĩ chắc mình điên rồi. Michael lén đứng một góc nhìn theo cô. Sau đó anh cùng Jenny ra phi trường trở về Mỹ. Ở đây Bo Bae đang ngồi viết nhật ký. Cô nghĩ do mình yêu Michael nhiều quá nên đã sinh ra ảo giác. Bỗng có cậu bé đến tặng cô một đóa hồng cùng một tấm thiệp. Bo Bae nhận lấy cười cảm ơn cậu bé. Cô mở thiệp ra xem bên trong ghi anh đang đợi em Michael. Bo Bae vui mừng khi biết Michael vẫn còn sống. Cô nhìn lên bầu trời có máy bay đang bay, cô biết rằng anh đang ở trên đó. Như vậy là bộ phim đã kết thúc. Nếu các bạn thấy hay hãy like và đăng ký kênh ủng hộ chúng mình nhé. Cảm ơn đã xem.